Nếu thấy hay các đạo hữu hãy like, share. Để thấy video mới nhất quý đạo hữu click subscribe. Vì cộng đồng quý đạo hữu xem trong mô tả bên dưới video. Mời quý đạo hữu nghe tiếp. Thân hình thanh hải bị hai vị bạch y lão giả chế trụ chặt chẽ nên đấu khí trong thể nội giờ khắc này đã ngừng lưu động. Lão ta đang cố dãy rùa kịch liệt nhưng vẫn không thể thoát thân. Sau đó, lão dùng ánh mắt hung ác nhìn tiêu viêm rồi cười lạnh, nói các ngươi dám đả thương lão phu thì đã là địch nhân của hồn điện. Lão phu không biết sau lưng các ngươi đến tột cùng có chỗ dựa như thế nào. Nhưng đắc tội với hồn điện chúng ta chính là hành động ngu xuẩn nhất. Khà khà, khẩu khí thật lớn. Hồn điện thì giỏi lắm sao? Bạch y lão giả nghe thấy lời này thì cười quái dị, hỏi. Tiêu viêm cước đạp hư không, từ trong đám người bước đến trước mặt thanh hải rồi dừng lại đoạn cười nhạt rồi nói cho dù không làm gì ngươi thì hồn điện cũng sẽ không bỏ qua cho ta cho nên uy hiếp của ngươi không có tác dụng gì cả nói tới đây tiêu viêm hướng về phía hai lão già ở bên kia ôm quyền cung thanh đã làm phiền hai vị tiền bối ha ha đây là lệnh của tiểu thư mà thôi không cần cảm tạ hai người chúng ta hắc y lão già cười cười phất tay đáp huân nhi mỉm cười chuyển hướng nhìn sang thanh hải đang có vẻ mặt oán độc nói tiêu viêm ca ca vị tôn lão của hồn điện này huynh định xử trí thế nào phong ấn hắn lại đi dù sao lão ta cũng là tôn giả chứ không phải hộ pháp bình thường tổn thất như vậy dù có là hồn điện đi chăng nữa cũng sẽ đau lòng lắm đây sau này khi đến thời điểm giải quyết vấn đề của sư phụ có lẽ còn có thể dùng tới tiêu viêm hơi trầm ngâm nói muốn phong ấn lão phu nằm mơ nghe được lời nói của tiêu viêm sắc mặt thanh hải nhất thời trở nên dữ tợn chợt cười lạnh một tiếng khuôn mặt lão ta đỏ dần lên đấu khí trong cơ thể mạnh mẽ dâng tràn rồi thoát khỏi sự trói buộc của hai lão già hắc y điên cuồng chạy khắp thân thể cẩn thận hắn muốn tự bảo nhìn thấy bộ dáng thanh hải như vậy sắc mặt huân nhi biến hóa nàng đưa tay nắm lấy tiêu viêm rút lui nhanh như chớp mà sắc mặt hai hắc y lão già cũng trầm xuống song trường tấn công những điểm chuyển động trên thân thể của thanh hải mang theo từng tiếng suy suy trầm thấp vang lên có thể mơ hồ thấy được những nơi chúng trưởng đều có một ít huyết vụ thấm ra ngoài không ngăn cản được đây là phương pháp bạo thể độc hữu của hồn điện dù rất cố gắng ngăn cản thanh hải tự bạo nhưng không có kết quả hai lão giả hắc y đành cau mày lắc đầu tự hồ như đã hết cách thân hình vừa động hai người mạnh mẽ lướt ra ngoài Cùng lúc hai người lui ra, ra tay thanh hải phồng lên tràn ngập từng tia xương máu, hai mắt lồi ra chảy xuống từng vệt máu. Năng lượng cuồng bạo ở trong người lão ta điên cuồng chạy tán loạn làm cho không gian hư vô xung quanh trở nên vạn vẹo. Bùng, bùng, đồng thời với thanh âm ngày càng vang vọng, máu tươi liên tục tuôn ra trên thân thể lão ta. Một lát sau, dưới vô số ánh mắt kinh hãi đang nhìn chăm chú bỗng vang lên từng loạt tiếng vang ầm ầm như sét đánh huyết nhục bùng nổ phân liệt khắp nơi tạo thành năng lượng bạo ngược đáng sợ giống như cuồng phong mạnh mẽ quét ngang trời đất. Trong cơn cuồng phong tràn ngập năng lượng kinh khủng này, cho dù có thực lực như nhóm người tiêu viêm cũng phải vội vàng hạ thấp thân hình. Một cường giả đấu tôn tự bạo có uy lực rất đáng sợ. Nếu bị hãm nhập trong đó, kết quả sẽ rất thê thảm. Năng lượng tạo thành cuồng phong hoành hành ngang dọc trên khắp bầu trời. Kéo dài gần 3-4 phút sau mới từ từ giảm bớt. Vẻ u ám nặng nề bao phủ bầu trời lúc trước dần dần tan đi rồi nhanh chóng sáng lên trở lại. Tiêu Viêm cau mày nhìn năng lượng cuồng phong đang dần tiêu. Tán, hắn không thể nào nghĩ ra lão gia hỏa này có thể quyết liệt như thế. Còn chưa để hắn nói gì thêm đã ngay lập tức tự bảo, cường giả đấu tôn sẽ không chết dễ dàng như thế được chẳng qua tự bạo kiểu này chỉ hủy đi thân thể của hắn mà thôi còn linh hồn sẽ chạy thoát luận theo thực lực của hồn điện muốn tái tạo một thân thể mới thích hợp cho lão hẳn là không khó thiên hòa tôn giả lắc đầu nói với vẻ tiếp hận bản thân hắn chính là ví dụ sinh động nhất cũng là chính xác nhất tiêu viêm khẽ thở dài lão hồ ly này thật sự không phải là ngọn đèn cạn dầu a đã vậy thì không thể để cho linh hồn của hắn chạy thoát được tiêu viêm than nhẹ còn Huân Nhi bên cạnh lại mỉm cười. Tiêu Viêm nghe vậy ngoảnh đầu nhìn lại liền thấy đôi làn thu thủy của nàng giờ phút này cư nhiên đang được một luồng kim sắc bao phủ xung quanh. Kim quang nhàn nhạt từ trong mắt phóng ra. Kim quang trong mắt Huân Nhi chậm rãi đảo qua phía chân trời. Sau một thời gian ngắn đột nhiên dừng lại tại một phiến không gian hư vô trống rỗng. Đôi mắt xinh đẹp khẽ nhướng, cả người vừa động liền xuất hiện ở mảnh không gian kia. Kim sắc hỏa diễm trên tay lượn lờ rồi chợt mạnh mẽ kích lên trên. Một quyền này đánh ra làm không gian dao động từng trận rồi nứt ra một cái khe nhỏ bằng lòng bàn tay. Khi khe không gian này xuất hiện, hai tay Huân Nhi hơi cong rồi búng ra một luồng hấp lực bùng phát. Ngay khi đó, đám người Tiêu Viêm chợt nghe thấy bên trong đột nhiên truyền ra một tiếng la hoảng sợ, rồi lập tức có một đạo linh hồn hư ảo từ trong không gian hư vô mạnh mẽ lao ra linh hồn thể vừa xuất hiện liền tung ra một quyền dữ dội hướng về phía Huân Nhi. Nhưng khi song quyền chạm vào kim sắc hỏa diễm trên tay Huân Nhi thì nhất thời phát ra những tiếng suy suy rồi một tiếng kêu thảm thiết vang lên tận cuối chân trời. Huân Nhi cười nhạt, bàn tay nõn nà vung lên, kim sắc hỏa diễm bùng phát ra đã bao phủ toàn bộ linh hồn thể của Thanh Hải. Xèo, xèo, kim sắc hỏa diễm lượn lờ quấn quanh Thanh Hải. Sau đó theo ý niệm của Huân Nhi từ từ nhỏ lại, mà theo đó linh hồn thể cũng dần dần bị thu nhỏ theo mang những tiếng kêu gào thống khổ, cuối cùng lại hóa thành một đoàn kim sắc nhỏ bằng lòng bàn tay. Nắm lấy kim sắc quang đoàn, Huân Nhi hạ xuống bên cạnh Tiêu Viêm rồi ném nó cho hắn. "Tiêu Viêm ca ca, lão ta giao cho huynh." Tiêu Viêm nhận lấy quang đoàn, trong mắt lóe lên vẻ tán thán lẫn kinh sợ dưới sự hỗ trợ của vẫn lạc tâm viên hắn cũng có thể dò xét được linh hồn nhưng lại không thể phát hiện khi nó ở trong không gian liệt phùng không nghĩ tới huân nhi lại có thể làm được điều này từ trong nạp giới lấy ra một cái bình ngọc tiêu viêm nhét cả quang đoàn vào bên trong ngón tay trỏ lên miệng bình liền xuất ra một ngọn lửa vô hình phong kín nó lại sau đó mới đem bình ngọc thu vào nạp giới một linh hồn cấp bậc đấu tôn ngày sau có lẽ có thể hữu dụng vẫn lạc tâm viêm đại trưởng lão tô thiên không bị huynh làm cho tức giận đến bể phổi chứ ánh mắt thoáng nhìn về phía ngọn lửa vô hình kia đôi mắt khẽ híp lại thành hình bán nguyệt cười nói tiêu viêm bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ rồi đáp lần này nếu muội không xuất hiện chỉ sợ ta muốn thoát thân cũng sẽ rất khó đây hừ không lâu sau khi ngươi tiến vào trung châu tiểu thư nhận được tin liền không để ý tranh luận trong tộc mang theo hai người chúng ta rời khỏi cổ giới sau đó chạy hơn phân nửa trung châu mới tới được nơi này bất quá cũng may là ngươi không có việc gì. Nếu không tiểu thư thật muốn bạo tẩu rồi. Khà khà, nói thật ra, lão phu còn chưa từng thấy bộ dạng lúc tiểu thư nổi giận đâu. Bạch y lão giả ở cạnh sen vào cười nói. Lâm lão, trên gương mặt nhỏ nhắn của huân nhi dần đỏ lên, cao giọng Hắc hắc, không nói, không nói. Thấy thế, bạch y lão giả vội phất phất tay. Nhìn thấy bộ dáng thẹn thùng của Huân Nhi, hắn cùng hắc y lão giả thầm than trong lòng. Ở cổ giới, Huân Nhi vẫn luôn giữ một dáng vẻ vô tâm vô tranh vô nhiễm nên trong tộc. Rất ít người có thể làm cho nàng cười. Bộ dáng lãnh lãnh đạm đạm cùng thân phận đặc thù tựa như nữ thần trên cao khiến mọi người khó có thể tiếp cận. Nhưng bọn họ lại không ngờ khi tới đây, ở trước mặt Tiêu Viêm, tiểu thư ngày thường như nữ thần băng giá bỗng trở nên dịu dàng, ôn nhu giống như nữ tình trường làm cho hai người rất đổi vui mừng nhưng cũng lại hơi bất đắc dĩ luận về thân phận của nàng sau này trong cổ tộc nếu tiêu viêm muốn cùng nàng ở chung một chỗ thì hẳn sẽ gặp trở ngại rất lớn cho dù hắn là hậu bối của người nọ. Bất quá chưa kể đến chuyện sau này, nếu chỉ cần tình cảm mà Huân Nhi dành cho tiêu viêm được truyền đến cổ giới thì e rằng phải giấy lên một hồi bão táp phong ba. Sẽ có vô số thiên tài trẻ tuổi cổ tộc dốc toàn bộ lực lượng lấy tiêu viêm làm mục tiêu khiêu chiến nhìn thấy trên gương mặt huân nhi đỏ ửng tiêu viêm cũng nở nụ cười nhưng trong lòng rất cảm động mặc dù nói mình cùng huân nhi cách xa nhau vạn dặm nhưng nàng lại luôn quan tâm để ý đến mình phần nhân tình này làm sao có thể không nói là không sâu cho được nghĩ đến đây tiêu viêm cảm thấy có phần may mắn lẫn tự hào tính tình của huân nhi lãnh đạm như vậy có lẽ là do huyết mạch sự việc bình thường rất khó có thể làm cho tâm tình của nàng dao động thậm chí là chuyện nam nữ cũng khó có thể ảnh hưởng bất quá may mà nữ thần tương lai còn chưa tu luyện thành chính quả đã bị tiêu viêm để lại dấu ấn khó phai mờ mà dấu ấn này làm cho tiêu viêm thành công đem vị nữ thần hoàn mỹ được vô số người thèm nhỏ dãi này ôm vào trong lòng nếu là lúc trước khi hắn còn bé chưa xảy ra nhiều chuyện cứ dựa theo chiều hướng phát triển bình thường chỉ sợ rằng huân nhi và tiêu viêm cũng không thể gặp nhau mà theo sự trưởng thành của Huân Nhi, sợ là cũng sẽ không có ai đủ khả năng tiến vào trong lòng nữ thần này. Nhưng mọi sự cũng không đúng như vậy. Hiện giờ trong lòng Huân Nhi đã tồn tại bóng hình tiêu viêm, khi gặp mọi chuyện về hắn cùng những người liên quan đến hắn, tầng tầng lãnh đạm của nàng sẽ tự động bóc ra. Đây cũng chính là chuyện mà hai người bạch y lão già cảm thán nhất. Bàn tay tiêu viêm vuốt vuốt chán mơ hồ mang theo một chút choáng váng đây là di chứng sau khi thi triển thiên hòa tam huyền biến sau đó ánh mắt tiêu viêm chuyển hướng nhìn sang tiểu y tiên vẫn đang im lặng nãy giờ vừa muốn nói gì đó lại phát hiện ánh mắt của hai nàng chạm nhau xuất phát từ trực giác hắn tựa hồ cảm giác được nhiệt độ chung quanh ấm dần lên khụ khẽ ho khan một tiếng tiêu viêm nhìn về phía huân nhi nói đây là tiểu y tiên nói xong lại nhìn sang tiểu y tiên nói đây là huân nhi nghe lời giới thiệu của tiêu viêm tiểu y tiên và huân nhi gần như không hẹn mà đồng thời mỉm cười rồi tiến lên từng bước dưới ánh mắt soi mói của tiêu viêm hai người cùng vươn bàn tay trắng nõn như ngọc nhẹ nhàng nắm tay nhau bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun nhìn hai người bắt tay nhau trên khuôn mặt tươi cười vừa mới hiện lên của tiêu viêm chợt cứng đờ bởi vì hắn phát hiện khí lưu màu xám cùng kim sắc hỏa diễm đang chậm rãi dâng lên lượn lờ xung quanh bàn tay của hai người Hai cô gái yêu tú tại lần đầu gặp mặt, ở ngay trước mặt Tiêu Viêm triển khai đánh giá lẫn nhau một hồi. Đúng là phản xạ có điều kiện của nữ nhân. Luồng khí xám quỷ dị cùng ngọn lửa vàng kim trên ngọc thủ lặng lẽ va chạm. Không có một âm thanh quá lớn nào vang lên như tưởng tượng, mà trái lại chỉ phát ra những tiếng xùi xùi rất nhỏ cùng với chấn động năng lượng cực kỳ tinh tế. Biến cố bất thình lình đã làm hai lão giả áo đen cả kinh bọn họ vội bước tới định xuất thủ nhưng thoáng nhận ra điều gì đó nên ngừng lại rồi cẩn thận nhìn thật kỹ tiểu y tiên, trong mắt hiện lên vẻ kinh dị. Cô gái này bất kể dung mạo hay khí chất đều không kém huân nhi, nhưng khiến họ kinh ngạc nhất là thực lực của nàng. Với từng ấy tuổi mà đã là đấu tôn, quả thật đã làm cho lòng người chấn động. Thật không biết tên tiểu tử kia đến tột cùng có cái gì tốt mà bên cạnh hắn lại có nhiều cô gái ưu tú như thế. Các ngươi làm gì vậy? Tiểu Y Tiên và Huân Nhi đột ngột giao thủ đã khiến Tiêu Viêm giật mình, hắn vội vã vươn tay định tách hai người ra thì chợt thấy ngọc chỉ của hai cô gái vừa chạm khẽ vào nhau đã lập tức thu về. Khí xám cùng ngọn lửa vàng kim cũng dần tiêu tán. Trước khi đến đây, muội đã nghe nói về sự lợi hại từ ách nan độc thể của tỷ tỷ. Giờ gặp mặt quả thật danh bất hư truyền. Đa Tạ tỷ đã chiếu cố cho Tiêu Viêm ca ca trong thời gian vừa qua. Huân Nhi lùi một bước nhẹ nhàng vuốt vuốt ngón tay rồi mỉm cười. Tỷ cũng vậy, đã nhiều lần nghe tiêu viêm nói qua về muội quả thật là thiên chi kiêu nữ. Khó trách làm cho huynh ấy lúc nào cũng nhung nhớ. Tiểu y tiên cũng mỉm cười. Nhìn hai cô gái nói chuyện thật là thân thiết nhưng tiêu viêm lại có cảm giác không ổn, bất giác trong lòng chợt cười khổ. Hai thiếu nữ này đều là người kiêu ngạo, một vốn trời sinh độc thể, một lại mang trong mình huyết mạch cổ đế nay vừa gặp mặt mơ hồ đã toát ra mùi vị không ai nhường ai chẳng lẽ những nữ nhân yêu tú thường thích cạnh tranh so kè như vậy sao? Tiêm viêm lắc lắc đầu bất đắc dĩ nói: được rồi, được rồi, mọi chuyện cũng đã rõ ràng rồi. Trước mắt mọi người nên nghỉ ngơi một chút và lại nơi này không phải là chỗ để hàn huyên tâm sự nha. Nghe hắn nói, tiểu y tiên và đám người của huân nhi khẽ gật đầu. thấy vậy tiêu viêm lập tức động thân bay về phía trung tâm diệp thành đoàn người huân nhi dưới vô số ánh mắt nhìn chăm chú cũng theo sát mà đi. Khi đám người tiêu viêm biến mất cả Diệp Thành vốn lặng ngắt như tờ lúc này cũng rùng rùng chấn động. Trận đại chiến kinh thiên hôm nay không bao lâu sau đã như gió truyền khắp Trung Châu. Đám người tiêu viêm vừa hạ xuống Diệp ra thì Diệp Trọng đã vội vàng xuất lĩnh tất cả tộc nhân ra chào đón. Khuôn mặt đầy vẻ cung kính và nghiêm nghị. Trải qua trận đại chiến kinh thiên vừa rồi lão xem như đã thấy được lực lượng của tiêu viêm ngay cả thế lực mạnh mẽ như băng hà gốc mà còn xám mày xanh mặt cụp đuôi rời đi như vậy thì lực lượng đó phải mạnh cỡ nào không nói lão cũng quá rõ ràng cứ mỗi lúc nguy cấp thì đột nhiên lại xuất hiện viện quân mà có thể gọi tới những sự trợ giúp đầy cường hãn này thì không phải nhờ vào năng lực của tiêu viêm hay sao viêm đại ca các người không sao chứ nhìn thấy tiêu viêm bình yên vô sự hân lam vô cùng vui mừng Tiêu viêm gật đầu cười rồi chỉ vào Huân Nhi, đây là Huân Nhi, hẳn cô đã từng nghe qua. Hì hì, một trong những người sáng lập bàn môn, học tỷ Huân Nhi đây mà. muội là đệ tử bàn môn, làm sao lại không biết chứ? Hân Lam che miệng cười khẽ. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www chuyện phun nghe vậy Huân Nhi cũng ngẩn người. Trên gương mặt xuất trần lộ ra một nụ cười nghiêng nước nghiêng thùng khiến cho quả tim của những tộc nhân trẻ tuổi trong diệp gia đập mạnh liên hồi. Ồ, thì ra cô là đệ tử nội viện. Tiêu Viêm nhìn Diệp Trọng rồi cười. Diệp Trọng trưởng lão, có thể an bài cho chúng ta một nơi để nói chuyện được không? Ha ha, Tiêu Viêm tiên sinh thật biết nói đùa, chút chuyện nhỏ này tự nhiên không thành vấn đề. Nghe vậy, Diệp Trọng liền gật đầu, tự mình đi trước dẫn đường. Tiêu Viêm cười một tiếng, mang theo đám người tiểu y tiên, Huân Nhi đuổi theo ở trong sân chật ních tộc nhân của Diệp Gia, một ít chàng trẻ tuổi nhìn thấy nhị nữ theo sau tiêu viêm, khí chất mỗi người mỗi vẻ mười phân vẹn mười. Trong mắt toát ra vẻ hâm mộ không thôi. Người bình thường nếu được một trong hai người đó yêu thương cũng đã khiến trời cao thèm nhỏ rãi, mà tiêu viêm lại có cái diễm phúc đoạt được cả hai như vậy. Với bọn họ, nhân sinh còn có cái gì tốt đẹp hơn nữa để mà tiếc nuối. Đối với những suy nghĩ của tộc nhân Diệp Gia, tiêu viêm tự nhiên không có thời gian để ý tới diệp trọng đã dẫn bọn họ đi vào phòng nghị sự của diệp ra bố trí sắp xếp một hồi rồi lão rất ý tư dẫn người rời đi nhường nơi này lại cho đám người tiêu viêm thả mình xuống ghế thân thể đang căng thẳng từ lâu của tiêu viêm lúc này mới chậm rãi buông lỏng hắn cảm giác được sự đau đớn ẩn hiện trong kinh mạch không khỏi nhếch miệng di chứng của thiên hòa tam huyền biến quả thật không nhớ chỉ sợ đã sớm nằm lăn trên mặt đất chứ không phải an ổn mà ngồi đó rồi Huân Nhi nhẹ nhàng cầm một chén trà đưa tới bên cạnh tiêu viêm rồi ôn nhu tiêu viêm ca ca. Kế tiếp ca ca có tính toán gì không? Bàn tay đỡ lấy chén trà của tiêu viêm hơi siết chặt mắt đen chớp lóe hàn quang ta muốn cứu lão sư đang bị cầm tù trong hồn điện. Nghe hắn nói, Huân Nhi cũng không suy nghĩ nhiều mà nhẹ giọng. Lão sư của tiêu viêm ca ca hẳn là dược tôn giả, là lão tiên sinh dược trần năm xưa khi trở lại cổ tộc nàng liền tìm hiểu nên có biết được thân phận của dược lão cũng không là chuyện gì quá kỳ quái tiêu viêm khẽ gật đầu dược trần hai lão già áo đen ngồi bên nghe vậy liền sửng sốt một lão đưa ánh mắt kinh ngạc nhìn tiêu viêm không ngờ tiên sinh lại là sư phụ của tiểu hữu khả năng luyện chế đan dược của tiên sinh trên đại lục đấu khí không mấy người có thể so bì lão già có mái tóc trắng xóa cũng cười rồi chợt thở dài ha ha đúng vậy Ải, nhớ năm xưa chúng ta và tiên sinh Dược Trần cũng có duyên gặp mặt có điều lúc đó hai người chúng ta mới chỉ là những đấu tông bình thường mà thôi. Tiêu viêm khẽ cười, nhìn sang thấy Huân Nhi đang trầm ngâm liền hỏi, sao vậy? Huân Nhi trần chờ một chút rồi thốt lên, sau chuyện xảy ra hôm nay, hồn điện chắc chắn sẽ đề phòng ca ca. Thậm chí có thể chuyển địa điểm giam giữ lão tiên sinh Dược Trần đi chỗ khác. Nếu ca ca cứ liều lĩnh đi tới, chỉ sợ là chui đầu vào lưới thôi. Tiểu Hữu chớ xem thường hồn điện. Cổ tộc ta mấy năm nay rất nhiều lần giao chiến với bọn chúng, nhưng không lần nào có thể khiến chúng phải tổn hại đến căn cơ. Với thực lực hiện tại của Tiểu Hữu, mặc dù bên cạnh có hai đấu tôn tương trợ, nhưng nếu không có kế hoạch hoàn hảo thì rất khó mà cứu thoát được Dược Trần khỏi tay hồn điện. Lão già tóc trắng dừng một chút rồi cất tiếng nhắc nhở, "Tiểu thư đi lần này cũng không thể ở lại lâu. Trong vòng 10 ngày nhất định phải trở về." Thân phận của tiểu hữu với cổ tộc ta quả có chút đặc thù. Theo ý lão phu, tiểu hữu nên ít tiếp xúc cùng cổ tộc mới tốt. Tiêu Viêm khẽ cau mày, mặc dù hắn không hiểu lão nói đặc thù là có ý gì, nhưng hắn rất rõ ràng, cổ tộc cùng Tiêu gia có chút uyên nguyên, mà khối đà xá cổ đế trên người hắn cũng là vật mà cổ tộc muốn có. Lúc trước hắn đã được nghe dược lão nhắc nhở, thứ này tốt nhất không nên lộ ra nếu không chắc chắn sẽ dẫn tới họa sát thân. Hiểu rõ điểm này, tiêu viêm đúng là phải thật cẩn thận khi tiếp xúc với cổ tộc tiêu viêm ca ca thực lực của hồn điện vượt qua xa những gì ca ca nhận thức cho nên ca không được khinh suất việc giải cứu lão tiên sinh dược trần cùng tiêu thúc thúc phải suy nghĩ biện pháp thật kỹ huân nhi tỏ ra rất trịnh trọng nàng sợ tiêu viêm lỗ mãng muốn ngay tức khắc đi giải cứu dược lão mà trúng kế của hồn điện bởi mục đích thật sự của hồn điện chính là khối đà xá cổ đế ngọc trong tay tiêu viêm nhãn thần tiêu viêm thoáng tối sầm, trận đại chiến vừa qua cũng đã khiến lực lượng bên cạnh hắn bại lộ hoàn toàn. Với mạng lưới thông tin của hồn điện thì bọn chúng sẽ biết rất nhanh. Mà nếu hắn cứ liều mạng mà dẫn người đến thì chỉ sợ không cứu được dược lão mà ngược lại còn giúp cho bọn chúng một mẻ hốt sạch thì đúng hơn. Khẽ xiết chén trà trong tay, lòng tiêu viêm giấy lên một trận phiền não, để dược lão ở thêm hồn điện một ngày. Sư phụ hẳn sẽ thêm một phần khổ nạn điều này cơ hồ làm cho hắn có cảm giác như ruột gan đang bị một lưỡi dao sắc cắt vào. Nhìn bộ dáng tiêu viêm như vậy, Huân Nhi chỉ than nhẹ chứ không nói gì thêm, đại sảnh nhất thời chìm vào im lặng. Mãi một lúc sau tiêu viêm mới thở dài rồi khàn giọng trong thời gian tới ta sẽ không chủ động đi tìm hồn điện. Nghe vậy, lòng Huân Nhi như buông bỏ được hòn đá tảng, nàng thở phào nhẹ nhõm. Tiêu viêm ca ca cứ yên tâm, lão tiên sinh dược trần không phải là đấu tôn bình thường hồn điện tuyệt đối sẽ không dễ dàng lấy đi tính mạng của người đợi lúc muội trở về sẽ dùng lực lượng của cổ tộc mà tìm kiếm nơi giam giữ lão tiên sinh nếu có tin tức nhất định sẽ phái người tới báo cho ca ca tiêu viêm khẽ gật đầu nếu lúc này không phải thời cơ tốt nhất để giải cứu dược lão thì kế tiếp truyền hắn cần bắt tay vào làm là chuẩn bị cho đan hội của đan tháp chỉ cần lấy được tam tiên diễm viêm hỏa thì thực lực sẽ lại tăng vọt Đến lúc đó dù có đối mặt với cường giả cấp bậc, đấu tôn như băng hà, hắn cũng có lực mà đánh một trận. Rồi lúc đó hẳn âm thầm triệu tập nhân thủ đồng loạt tiến vào hồn điện giải cứu dược lão thậm chí là phụ thân tiêu chiến. Nghĩ đến đây, ánh mắt của tiêu viêm lại ngời lên. Từ khi phụ thân mất tích đến nay, hắn hoàn toàn mất đi tin tức của người. Nếu không phải là linh hồn của phụ thân ký thác trong đà xá cổ đế vẫn sáng như cũ thì có lẽ Tiêu Viêm cũng cho rằng ông đã gặp phải độc thủ của hồn điện rồi. A, à, có thể, biết đâu có thể từ Thanh Hải mà tìm được một ít tin tức liên quan đến phụ thân. Ngón tay nhẹ nhàng chạm vào nạp giới, trong mắt Tiêu Viêm tràn ngập vẻ lạnh lùng. Thanh Hải thân là tôn lão của hồn điện, sự tình lão biết được chắc chắn sẽ không ít. Có điều, bất kể là giải cứu dược lão hay phụ thân thì thực lực vẫn là điều kiện tiên quyết cần có. Cho nên ta nhất định phải chiếm được Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa vào tay. Bóng đêm dần bao phủ Diệp Thành. Những âm thanh ồn ào náo động do trận đại chiến kinh thiên động địa ban ngày gây nên đã giảm dần, nhưng nó cũng tạo ra sự kích động và hưng phấn không nhỏ trong lòng bọn họ. Đại chiến cấp bậc này ngay cả Trung Châu cũng ít khi thấy được a, à, hơn nữa. Điều làm mọi người tò mò nhất chính là thân phận của thiếu nữ áo xanh xuất hiện ở phút cuối. Băng Hà Cốc là một thế lực lớn ở Trung Châu thực lực mọi người đều biết. Nhưng không ngờ ngay cả băng hà cốc chủ cũng phải chịu thua, mặt mày xám xịt chạy như vịt dưới bao nhiêu ánh mắt giòm ngó cũng vì thiếu nữ nọ. Bởi vậy, có thể thấy được thế lực sau lưng nàng đáng sợ đến mức nào. Ánh trăng rằm trong đêm tối mịt mù mang theo cái lạnh như băng giá lặng lẽ phủ lên đống đổ nát của tòa thành một tầng sương mù màu bạc nhàn. Nhạt, tại một góc sâu trong khách phòng. Tiêu viêm ngồi xếp bằng trên giường, hai tay kết ấn tu luyện. Hô hấp của hắn có vẻ khó khăn như mơ hồ có một cỗ hơi thở nóng rực vờn quanh thân thể. Trận đại chiến ban ngày, mặc dù Tiêu Viêm không bị trọng thương nhưng đấu khí trong cơ thể hắn lại tiêu hao hầu như không còn. Hơn nữa, khi thi triển Thiên hòa Tam Huyền biến tạo ra hỏa liên kia, năng lượng bá đạo của nó cũng phản phệ lại và gây nên một chút thương tổn cho cơ thể. Nếu không nhờ thân thể bản thân hắn cường hãn, chỉ sợ một ít kinh mạch cũng sẽ bị cỗ năng lượng bá đạo này đánh nát từng luồng năng lượng trong thiên địa từ từ tiến vào trong người tiêu viêm. Sau đó trải qua tẩy luyện rồi mới hóa thành từng tia đấu khí tinh thuần chảy xuôi trong kinh mạch làm những cơn đau nhức đang truyền ra cũng giảm dần. Yên tĩnh tu luyện gần 3 giờ. Đôi mắt đang nhắm chặt của tiêu viêm mới chậm rãi mở ra rồi sắc mặt tái nhợt cũng dần trở nên hồng hào. Đấu khí khô kiệt trong cơ thể trải qua tĩnh dưỡng cũng đã sung túc trở lại. Thực lực vẫn chưa? Đủ, lấy khả năng hiện tại của ta cùng lắm chỉ có thể đối phó với cường giả đấu tông đỉnh cấp. Muốn chống lại đấu tôn, trừ Phi thi triển ra Hủy Diệt Hỏa Liên, nếu không sợ là khó có thể thương tổn cho cường giả đấu tôn. Mở mắt ra, cảm nhận được tình huống trong cơ thể. Tiêu Viêm mới thở dài nhẹ nhõm nhưng hơi trầm ngâm, lẩm bẩm một hồi. Trận đại chiến hôm nay xuất hiện rất nhiều cường giả, điều này làm cho Tiêu Viêm hiểu rõ thực lực chân chính của bản thân ở trung châu hết thảy đều dựa vào thực lực để nói chuyện hôm nay nếu không có huân nhi đột nhiên xuất hiện nhóm người của mình chỉ sợ sẽ không được bình yên mà rời đi nhưng nếu như hắn có được thực lực cường hãn như của băng hà cốc chủ băng hà cốc thì cục diện của sáng nay sẽ khác đi cũng không cần dựa vào vận khí và sự hỗ trợ của người khác hơn nữa huân nhi có thể cứu hắn một lần hai lần nhưng không thể cứu hắn cả đời Tuy nói sau lưng Huân Nhi có cổ tộc với thực lực cực mạnh nhưng trong lòng tiêu viêm tương đối cố kỵ cổ tộc. Hắn cũng không rõ ràng lắm chuyện tiêu gia năm đó rốt cuộc có quan hệ sâu xa gì với họ. Nhưng mục đích của đối phương thì hắn rất rõ chính là mảnh đà xá cổ đế ngọc trong tay mình. Tuy nhiên, họ chỉ áp dụng thủ đoạn ôn hòa cũng không như hồn điện luôn bất chấp tất cả. Lần này, việc Huân Nhi xuất thủ cứu giúp chắc chắn rất nhanh sẽ truyền đến tai cổ tộc tiêu viêm không rõ lắm thái độ của bọn họ đối với mình như thế nào nhưng mọi việc vẫn cần nghĩ đến trường hợp xấu nhất nếu như một ngày nào đó cổ tộc ra tay với mình muốn dùng cường lực cướp lấy đà xá cổ đế ngọc như vậy hắn cũng nên củng cố lực lượng cho riêng mình cho rồi đối với huân nhi tiêu viêm rất tin tưởng mặc dù bản thân mình cùng cổ tộc của nàng đối lập nhưng nàng cũng sẽ không ra tay đối với mình Điểm này từ việc cổ tộc không biết đà xá cổ đế ngọc ở trong tay mình liền có thể nhìn ra. Dựa vào việc Huân Nhi biết nhưng không nói cho gia tộc hắn đã có thể nhìn thấy vị trí bản thân trong lòng Huân Nhi. Đương nhiên nếu quả thật như thế Huân Nhi chắc chắn đã bị cuốn vào vòng xoáy tình yêu với hắn. Đến lúc đó mặc kệ ai thắng ai thua nàng đều sẽ thống khổ. Mà điều này lại là điều mà tiêu viêm không muốn thấy nhất. Nói đi cũng phải nói lại, chỉ tại thực lực không đủ a. À. Nếu như mình có thực lực mạnh mẽ, cho dù là cổ tộc cũng sẽ không dám cứng rắn ra tay đối với mình. Tiêu Viêm khẽ thở dài đoạn siết chặt nắm tay. Càng tiến bộ hắn lại càng cảm giác được thực lực mạnh mẽ mới là điều quan trọng nhất. Người thân, tình yêu, gia tộc, tất cả đều cần phải có thực lực để bảo vệ. Trong mắt chợt lóe sáng, bàn tay Tiêu Viêm nhẹ nhàng vuốt ve vùng ngực. Nơi đó vẫn còn hơn phân nửa ma độc ban tồn tại. Nếu như đem thứ này luyện hóa hoàn toàn, Tiêu Viêm tin tưởng bản thân có thể đạt đến Tứ Tinh Đấu Tông. Ngày sau, nếu một lần nữa thi triển Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, nói không chừng có thể đạt đến Đấu Tông đỉnh phong. Khi đó, cho dù gặp lại Băng Hà thì vẫn có khả năng đánh một trận với hắn. Đợi thương thế khỏi hẳn liền bắt tay vào việc luyện hóa Ma Độc Ban thôi. Thứ này đã ở trong cơ thể mình nhiều năm như vậy, cũng đã đến lúc giải quyết rồi tiêu viêm nắm chặt tay âm thầm hạ quyết tâm nắm tay chậm rãi buông ra tiêu viêm vừa muốn tiến vào trạng thái tu luyện lần nữa thì ánh mắt đột nhiên chuyển hướng đến bên cửa sổ cười nói nếu đã tới rồi thì còn ẩn nấp làm gì nữa tiếng cười của tiêu viêm vừa dứt một tiếng cười khẽ khác cũng truyền vào trong phòng một bóng hình xinh đẹp nhanh chóng bay vào vừa duyên dáng yêu kiều vừa thanh cao thoát tục đứng trước mặt hắn cười nói đã trễ thế này mà tiêu viêm ca ca còn chưa nghỉ ngơi sao nhìn nụ cười kiều mị dưới ánh đèn toát ra sự thanh nhã động lòng người của nàng, trong lòng tiêu viêm đợt giấy lên từng cơn sóng nóng bỏng cuộn trào. Tình cảm bị đè nén nhiều năm, hiện tại ở nơi này bắt đầu rung động mãnh liệt khó có thể kềm nén. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www truyện phun tiêu viêm nắm lấy bàn tay mảnh mai và mềm mại như tiết trắng của nàng đồng thời. Trong lòng hắn trào lên một niềm yêu thích, không muốn rời tay Huân Nhi một phút nào nữa bị tiêu viêm nắm tay, gương mặt Huân Nhi hiện lên vẻ thẹn thùng mà người khác hiếm khi thấy được nhưng vẫn không rút tay ra. Cùng tiêu viêm cách xa nhiều năm như vậy, tình cảm của nàng chưa từng phai nhạt, ngược lại thời gian trôi càng nhanh thì càng trở nên lắng động và lưu luyến không thôi. Bước từng bước nhẹ nhàng, Huân Nhi ngồi xuống cạnh giường, tựa đầu vào bờ vai rộng rãi kia, lù thì tiêu viêm ca ca, những năm qua, Huân Nhi rất nhớ huynh. Nghe lời nói khiến người ta không thể không cảm động tâm này, trong lòng tiêu viêm ấm áp hẳn lên. Cánh tay chợt trượt, trượt xuống ôm lấy chiếc eo thon mềm mại tinh tế kia. Khẽ vén những lọn tóc đang ở trên khuôn mặt nàng rồi tận hưởng mùi hương dịu dàng thơm ngát. Chút phiền não vừa sinh ra trong lòng cũng theo đó tan biến đi. Huân Nhi tùy ý để tiêu viêm ôm nàng vào. Lỏng, một lúc lâu sau mới ngẩng đầu lên, hai mắt chăm chú nhìn tiêu viêm bàn tay nàng vừa lật một quyển trục màu vàng liền xuất hiện đoạn đưa nó cho tiêu viêm đây là đề ấn quyết đệ tam ấn lấy thực lực của ca ca hiện giờ đã có thể tu luyện đệ tam ấn huân nhi nhẹ nói tiêu viêm ca ca không nên cự tuyệt trung châu không phải hắc giác vực nơi này cường giả như mây nên thủ đoạn bảo mệnh càng nhiều an toàn sẽ càng cao hơn một chút huân nhi không thể ở tại nơi này lâu được đề ấn quyết này huynh cũng không nên từ chối ngắm nhìn quyền trục tỏa ra ánh vàng rực rỡ tiêu viêm ngẩn ra rồi chợt lóng ngóng như không biết phải làm gì nàng tự hồ nhất định phải đưa vật này cho mình bằng được dưới ánh mắt chăm chú của huân nhi tiêu viêm thoáng ngần ngại nhưng cũng không cự tiệt nhận lấy quyền trục đối với đế ấn quyết hắn đích xác có hứng thú không nhỏ hơn nữa theo như lời huân nhi nói đã ở trung châu mà không có nhiều thủ đoạn chỉ sợ an toàn của chính bản thân sẽ giảm đi nhiều uy lực của đế ấn quyết tiêu viêm sớm đã tự thân lãnh hội qua. Khai sơn ấn, phiên hải ấn, lúc ban đầu khi bản thân hắn còn là đấu vương, đấu hoàng thì đã có uy lực không nhỏ. Thêm nữa tiêu viêm hiện tại đã là đấu tông, thi triển hai ấn này đối địch nhân ở cấp bậc cao hơn thì hiệu quả đã giảm đi rất nhiều. Tự nhiên là phải cần đến phương pháp tu luyện các tầng sau của đế ấn quyết. Nhìn thấy tiêu viêm nhận lấy quyền trục trên gương mặt huân nhi hiện lên vẻ tươi cười. Hiện giờ tiêu viêm không còn bất kể và liều lĩnh như lúc trước quả thật đã thành thục và nội liễm đi rất nhiều. Đúng rồi, tiêu viêm ca ca chuyện đà xá cổ đế ngọc ở trên người huynh chưa có ai biết chứ ừ. Tiêu viêm khẽ gật đầu, vật này có liên quan quá lớn đến hắn tự nhiên là không thể nói ra việc đà xá cổ đế ngọc tồn tại. Cho dù là đám người tiểu y tiên, thiên hòa tôn ghìa cũng không biết. Thấy thế, lúc này huân nhi mới thoáng nới lỏng, thở phào nhẹ nhõm. Đà xá cổ đế ngọc này, cổ tộc cũng muốn đoạt được phải không? Tiêu viêm khẽ cau mày, hỏi. Nghe vậy, Huân Nhi hơi tần ngần, sau đó khẽ gật đầu, hạ giọng nói, đà xá cổ đế ngọc liên quan đến chuyện tình của đấu đế. Như tiêu viêm ca ca đã biết, từ thời viễn cổ đến giờ có rất ít cường giả đột phá tới đấu đế. Về chuyện những đấu đế năm đó tựa hồ hoàn toàn biến mất trong một đêm, giờ chỉ còn một chút tin tức được lưu lại trong những quyển sách cổ mà thôi lần này được nghe thấy chuyện bí mật nhất trên đại lục nên tiêu viêm cũng chấn động tinh thần, nói. Vậy nếu như tập hợp đủ những mảnh đà xá cổ đế ngọc này liền có thể có được phương pháp tấn thăng đấu đế. Đấu khí đại lục bao la rộng lớn nên cũng xuất hiện vài di tích do cường giả từ thời viễn cổ để lại nhưng phần lớn những di tích này đều vô cùng hung hiểm. Mặc dù vậy, mỗi lần di tích xuất hiện đều tạo thành chấn động khắp đại lục. Nói đến đây, Huân Nhi nhìn tiêu viêm, nói, lần mới đây nhất có một tòa di tích đấu đế bị tàn phá đã hấp dẫn vô số cường giả tiến vào. Dược trần lão tiên sinh cũng từng tham gia. Tiêu viêm khẽ cau mày, hắn cũng từng ngẫu nhiên nghe dược lão nhắc qua, phần quyết do chính sư phụ ngẫu nhiên đoạt được. Chẳng lẽ, phần quyết có xuất xứ từ trong di tích của đấu đế? Đà xá cổ đế là vị đấu đế cuối cùng mà chúng ta có khả năng tìm được trên đấu khí đại lục. Ông ta lưu lại một tòa bảo lâu trong không gian hư vô. Đấu đế phủ tòa phủ này được bảo tồn cực kỳ hoàn hảo cổ tộc của muội và hồn điện đều muốn tiến vào đó mà đà xá cổ đế ngọc chính là chìa khóa mở ra đấu đế phủ nghe huân nhi nói thế sắc mặt tiêu viêm liền ngưng trọng quả nhiên giống như lời diệp lão chuyện liên quan đến đà xá cổ đế ngọc quá lớn đấu đế là cường giả tối cao của nhân loại bất kỳ điều gì có quan hệ đến danh hào này giá trị của nó luôn khác xa lẽ thường điểm này từ cổ tộc liền có thể nhìn ra trong cơ thể của người cổ tộc luôn chảy xuôi một dòng huyết mạch của đấu đế và chính điều này đã tạo nên địa vị của cổ tộc trên đại lục đấu khí ngày hôm nay mặc dù bọn họ chưa bao giờ dám tự xưng là độc bá thiên hạ nhưng tuyệt đối cũng nằm trong hàng ngũ đứng đầu cho nên mới nói nếu không có thực lực cực mạnh thì chuyện đà xá cổ đế ngọc ở trong tay tiêu viêm ca ca tuyệt đối không thể bại lộ nói đến đây sắc mặt huân nhi ngưng trọng dị thương tiêu gia đến đời hắn thì suy bại, dù cổ tộc đã từng cùng tổ tiên họ tiêu ước định thì cũng bởi vì lý do đó mà trong nội bộ cổ tộc đã xuất hiện những ý kiến bất đồng. Khó mà cản được một ít cường giả cổ tộc này lên tham niệm mà tự mình ra tay cướp đoạt. Đến lúc đó, tình cảnh của tiêu viêm sẽ cực kỳ nguy hiểm. Nhìn sắc mặt trầm trọng của Huân Nhi, tiêu viêm chậm rãi gật đầu, hắn hạ giọng, hồn điện bắt giữ phụ thân ta cùng bởi vì thứ này huân nhi cũng khẽ gật đầu tiêu gia đã từng là thế lực nhất lưu trên đại lục đấu khí nhớ thời đó lực lượng của tiêu gia thì cỡ băng hà gốc cũng không phải là đối thủ nghe nàng nói vậy trong mắt tiêu viêm thoáng lóe lên sự ngạc nhiên hắn không ngờ gia tộc của mình từng có một thời kỳ huy hoàng như vậy đáng tiếc thời gian vô tình tiêu gia cũng dần dần lụi bại một ít tiên tổ của gia tộc ca ca đành phải rời khỏi trung châu mà chuyển đến đế quốc gia mã sinh sống huân nhi trầm ngâm chuyện gia tộc của ca ca từng một thời tung hoành ngang dọc rồi suy yếu thì ngoại trừ một ít người đứng đầu tiêu gia những người trẻ tuổi trong tộc cơ hồ không một ai hay biết tiêu viêm khẽ gật đầu thầm nghĩ có thể làm cho tiêu gia một thời phát triển đến trình độ lẫy lừng như vậy nhất định vị tiên tổ tiêu gia năm nào phải có thực lực thông thiên nhìn thấy bộ dạng của tiêu viêm huân nhi dường như biết hắn đang suy nghĩ gì liền cười nhẹ hi hi vì tổ tiên họ tiêu kia quả là người kinh tài tuyệt diễm. Chỉ ngắn ngủi mấy trăm năm đã có thể đứng vào hàng ngũ tuyệt thế cường giả của đại lục. Trên đại lục năm đó, có thể địch lại tổ tiên của Kaga cũng chỉ có bốn người mà thôi. Nghe nàng nói lời này, dù tiêu viêm đã suy nghĩ trước cũng không nhịn được một cảm giác rung động bừng bừng. Đại lục chỉ có bốn người là đối thủ của tổ tiên. Thành tựu của người quả nhiên kinh thế hãi tục không nghĩ tới tổ tiên nhà họ tiêu ta lại có người đạt được trình độ như thế chỉ riêng chuyện này thôi cũng đã khiến tiêu viêm nhiệt huyết sôi trào thiên phú của vị tổ tiên đó dù là cổ tộc cũng không khỏi bội phục mà khi ấy dưới sự lãnh đạo của ông tiêu gia cùng cổ tộc có quan hệ tương đối tốt minh ước của hai bên cũng đã được ký kết tại thời điểm này huân nhi mỉm cười minh ước vị tổ tiên tiêu gia đó đã từng có ân huệ với cổ tộc sau này, khi gần ngã xuống đã thỉnh cầu cổ tộc chiếu cố tiêu gia, ở thời khắc mấu chốt hãy bảo tồn huyết mạch tiêu gia. Không bao lâu sau khi minh ước được ký kết, vị tổ tiên ấy cũng tạ thế. Minh ước này quả thật mang lại không ít lợi ích cho tiêu gia. Nhưng năm tháng trôi qua, khi gia tộc của ca ca dần dần mai danh ẩn tích thì hiệu lực của minh ước cũng từ từ mất đi. Huân Nhi nhìn Tiêu Viêm, ban đầu muội được phái tới tiêu gia là vì phụ thân của muội muốn muội được trải qua một tuổi thơ yên tĩnh êm ấm đồng thời còn có một nhiệm vụ nữa chính là muốn muội thu hồi đà xá cổ đế ngọc theo mệnh lệnh của một số người trong cổ tộc tiêu viêm cười nụ cười pha lẫn trào phúng cùng đắc ý hắc hắc có điều bọn họ đâu có ngờ là mình không những không lấy được đà xá cổ đế ngọc trở về mà ngược lại còn tặng cho ta một bảo bối bảo bối gì cơ nghe hắn nói vậy huân nhi ngẩn người rồi bất chợt nhìn thấy nụ cười đầy khoái trá kia thì nàng lập tức hiểu hắn định nói gì gương mặt lập tức ửng đỏ thẹn thùng bạn đang đọc truyện được lấy tại chấm cơ cô gái luôn tỏ ra lãnh đạm trước mặt mọi người và hay thẹn thùng như một nữ hài trước mặt hắn lại bị mình dọa chạy đi mất huân nhi di di ngón tay như ngọc lên vầng trán lòa xòa phủ mấy sợi tóc đen của tiêu viêm rồi che miệng cười khẽ thế nào ca thần tượng vị tổ tiên đó rồi chứ gì tiêu viêm trợn mắt người là tổ tông của ta. Thân là hậu nhân mà ngay cả danh xưng của người ta còn không biết thì ra cái thể thống gì nữa chứ huân nhi mỉm cười, hạ giọng vị tổ tiên tiêu gia của ca ca, gọi là tiêu huyền. Tiêu huyền, tiêu viêm thì thầm nhắc lại rồi chợt cười vang, không hổ là lão tổ tông của họ tiêu ta, ngay cả cái tên cũng rất khí phách. Huân Nhi bất đắc dĩ liếc nhìn hắn một cái, bộ dáng kiều mị khiến kẻ xấu bụng ngồi bên cạnh nhìn không chớp mắt mới mấy năm không gặp mị lực của nàng quả thật càng ngày càng nhiều mỗi một nét cau mày hay một nụ cười khe khẽ đều tràn ngập sức mê hoặc cực kỳ khó che giấu mộ của tiền bối tiêu huyền nằm tại cổ giới trong cổ mộ không ngờ lại có một lực lượng kỳ dị khiến người cổ tộc bình thường không sao vào được tuy một vài người cổ tộc thực lực thông thiên nếu muốn vào chỉ cần mạnh mẽ phá tan lực lượng đó là xong nhưng dù sao năm đó tiền bối tiêu huyền cũng có ân với cổ tộc nên bọn họ không dám cản rỡ làm loạn. Vì thế nhiều năm trôi qua vẫn chưa có ai tiến vào tòa cổ mộ của người. Nói đến đây, sóng mắt Huân Nhi khẽ chuyển, nàng nhìn về phía tiêu viêm một hồi lâu như có điều suy nghĩ gì đó rồi cất tiếng. Nếu muội đoán không sai thì tòa cổ mộ này chỉ riêng tộc nhân của tiêu gia mới có thể dễ dàng đi vào bên trong. Nếu ca ca có cơ hội thì hãy đi đến cổ giới rồi vào đó xem một chuyến, không chừng sẽ đạt được thu hoạch bất ngờ. Nghe Huân Nhi nói vậy, vẻ mặt Tiêu Viêm liền trở nên trịnh trọng hơn rất nhiều, hắn trầm giọng, mộ của tổ tiên, tự nhiên ca ca sẽ đến. Và ngày sau, nếu như ca ca có đủ thực lực, nhất định sẽ rời mộ của ngài về lại Tiêu gia để con cháu Tiêu gia ngày đêm cúng bái. Tiền bối Tiêu Huyền mà nghe được những lời này của ca ca hẳn sẽ rất vui huân nhi nhẹ nhàng cười một tiếng rồi chợt như nhớ đến điều gì đó đúng rồi chuyện huynh là hậu nhân của tiền bối tiêu huyền nhất định không được truyền ra ngoài đúng là tiêu gia năm đó lực áp quần hùng hiền hách một thời nhưng cũng vì vậy mà đắc tội tới không ít thế lực mạnh mẽ khác nếu những thế lực đó vẫn còn bảo tồn được đến hôm nay và biết được chuyện này thì rất khó mà tránh khỏi xung đột tiêu viêm sơ sơ cằm rồi hỏi đám thế lực kia cũng mạnh mẽ như băng hà cốc sao thế lực ở trung châu cũng không hoàn toàn chỉ là nhất tháp nhị tông tam cốc tứ cát trung châu rộng lớn như vậy có không ít những gia tộc ẩn thế tương tự cổ tộc của muội bọn họ cũng không quan tâm đến cái gì gọi là xếp hạng nhưng phàm mấy cái trên bảng kia đã biết đến chúng muội có ai dám nói ra một câu cổ tộc không cường đại chứ huân nhi bất đắc dĩ lắc đầu rồi nói tiếp ở trung châu có một vài gia tộc luôn bày ra dáng vẻ nhún nhường, yếu ớt nhưng thật ra những thế lực đang nổi danh trên đại lục lúc này chưa chắc đã có thể so đọ lực lượng với bọn họ. Những gia tộc này luôn ẩn giấu nội tình, nhưng trong tông môn nhất định sẽ tồn tại một vài lão quái vật không màn thế sự. Hơn nữa, cho dù là băng hà cốc thì thực lực của bọn chúng cũng không phải như những gì huynh đã nhìn thấy đâu. Gia đầu Tiêu Viêm có chút tê dại, không hổ là Trung Châu quả nhiên đúng với bốn chữ ngọa hổ tàng long. Tiêu Viêm ca ca, Huân Nhi đến đây lần này cũng không thể ở lại quá lâu. Nếu không sẽ mang đến cho ca ca rất nhiều phiền toái. Khi muội đi rồi, hết thảy vẫn phải dựa vào chính ca ca. Cho nên, ca ca ngàn vạn lần không được khinh thường, lỗ mãng. Bàn tay Huân Nhi nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Tiêu Viêm, thanh âm êm dịu nỉ non. Nghe Huân Nhi nói sắp phải rời đi, tiêu viêm liền ôm chặt lấy eo nàng, mắt chăm chú nhìn dung nhan kiều mị trước mặt thì thầm, khi nào ca mới có thể đi cổ giới tìm muội Khóe miệng Huân Nhi khẽ mím lại, nàng động viên hắn, chỉ cần huynh có lòng tin vào bản thân mình thì khi nào cũng được. Tiêu viêm ca 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 chỉ cần biết rằng, mặc kệ chuyện gì xảy ra thì Huân Nhi luôn ở bên ca ca. Nghe những lời nói xuất ra từ phế phủ của Huân Nhi tiêu viêm chậm rãi gật đầu hắn siết chặt lấy nàng rồi lẩm bẩm muội yên tâm ca biết khi mình đến cổ giới sẽ gặp không ít khiêu khích cùng phiền toái nhưng ca nhất định sẽ không lỗ mãng ca sẽ cho tất cả bọn họ biết ánh mắt nhìn người của muội không có sai lầm rồi đôi mắt hắn sáng bừng lên nếu tổ tiên của tiêu gia năm đó có thể khiến cho toàn bộ cổ tộc kính sợ thì tiêu viêm ta tin tưởng sớm muộn gì mình cũng sẽ có một ngày đạt được thành tựu như thế Lúc đó, cho dù hắn ở cùng một chỗ với Huân Nhi thì người cổ tộc cũng không cách nào ngăn trở. Huân Nhi hé miệng cười hạnh phúc nàng không hồ nghi sự quyết tâm cùng lời hứa của tiêu viêm. Nhưng nàng lại lo lắng. Chỉ sợ thực lực hắn chưa đủ đã vội tiến vào cổ giới thì chắc chắn sẽ phải chịu đựng vô số sự kỳ thị cùng với xem thương. Tiêu viêm cúi đầu, say đắm nhìn khóe miệng kiều mị gần trong tất gang nụ cười khuynh quốc khuynh thành này chỉ ở trước mặt hắn mới phô bày toàn bộ chỉ ở trước mặt hắn mới thể hiện tất cả sự hoàn mỹ và mê hoạt động lòng người đến thế mê đắm nhìn sững vào khuôn mặt nàng ánh mắt tiêu viêm không tự chủ được đã bắt đầu nóng rực lên đôi bàn tay đang siết chặt đáy lưng ong của huân nhi cũng không tự chủ được mà dần chuyển động len lõi qua lớp xiêm y rồi chạm vào làn da trắng mịn như ngọc của nàng cảm nhận được bàn tay tiêu viêm đang vân vê mò mẫm, hai má huân nhi nhất thời nóng ran. Khóe mắt ôn nhu như hồ tu giờ đây đã lãng đãng một màn xương mỏng. Yết hầu tiêu viêm khẽ cuộn miệng khô khốc thở gấp. Lửa dục trong lòng bừng bừng thiêu đốt, hai tròng mắt hắn dục vọng đã phủ mờ. Như cảm nhận được những biến hóa từ cơ thể của tiêu viêm, gương mặt huân nhi càng thêm thẹn thùng đỏ lựng dưới bàn tay thô giáp đang mò loạn của tiêu viêm nàng không khỏi thất thố mà thốt lên một tiếng ưm rất nhỏ. Tiếng rên rỉ cực nhỏ kia không ngờ lại như ma âm, khiến cho trái tim tiêu viêm nảy lên bình bịch. Rốt cuộc hắn không nhịn được nữa, đột ngột siết chặt lấy nàng rồi áp miệng mình lên bờ môi nhỏ nhắn của Huân Nhi. Hai cánh môi chạm nhau, mềm mại mà ướt át cực độ, khiến toàn thân cả hai chợt nóng như giang như thiêu. Cả người Huân Nhi chợt như bị đóng băng trong chớp mắt cả linh hồn lẫn thể xác tiêu viêm bỗng giống đang bị bao phủ trong một ngọn lửa dục vọng mãnh liệt thừa dịp huân nhi đang cứng đờ bèn mạnh mẽ đưa đầu lưỡi vào miệng nàng tựa một gã cường đạo hung hăng đánh phá bốn phía tương tự thế huân nhi cũng bị hành động lớn mật này của tiêu viêm làm cho nhũn người ra đến khi chiếc lưỡi như linh xà tiêu viêm tiến hẳn vào thì nàng mới có chút phản kháng yếu ớt theo bản năng nhưng giờ phút này nàng dường như vô lực, đôi tay có thể xuyên thủng hư không, lúc trước giờ đây đã bỏ nàng đi đâu mất. Hoàn toàn chẳng hề tồn tại. Dục hỏa trong lòng Tiêu Viêm càng thiêu đốt dữ dội hơn. Bàn tay hắn đang quấn quanh eo thon của Huân Nhi cũng không tự chủ được bò lên chậm rãi nhẹ nhàng. Sau một lúc thám hiểm chán chê, rốt cuộc nó đã chạm vào một địa phương mềm mại khiến lòng người nhộn nhạo và dừng hẳn lại nơi ấy địa phương phong mãn của Huân Nhi càng giống như một loại chất xúc tác làm bùng phát dục hỏa trong. Lòng tiêu viêm, hai tay hắn lặng lẽ cởi bỏ y phục của nàng tức thì một tòa thiên nhiên lộng lẫy và trắng như tiết liền lộ ra. Bạn đang đọc truyện tại http 2 gạch chéo gạch chéo tiuyenfull.vn khụ tiểu thư. Lão Phu có việc muốn cầu kiến. Ngay khi bàn tay tiêu viêm muốn chút bỏ toàn bộ quần áo trên người nàng thì một tiếng ho khan già nua đột nhiên vang lên âm thanh tuy nhỏ nhưng rất rõ ràng vọng thẳng. Vào phòng, tiếng nói này tuy tựa như giả yếu nhưng lại hàm chứa đấu khí hùng hồn nổ vang bên tai hai người tiêu viêm cùng huân nhi. Trực tiếp đem hai người từ trong trạng thái tình mê ý loạn kia thanh tỉnh lại. Khi vừa tỉnh lại. Huân Nhi liền nhận ra tư thế lúc này của hai người cực kỳ thân mật và quấn lấy nhau một cách vô cùng ăn ý thấy y phục của mình chỉ còn một nửa và da thịt tuyết bạch cũng đã phơi ra ngần ấy, đôi má nàng nhất thời đỏ ửng, đôi mắt ngấn nước tức giận nhìn tiêu viêm. Hai bàn tay giật lấy y phục rồi nhanh chóng che lại những nơi hiểm yếu. Giờ phút này tiêu viêm cũng thất thần, nhìn thấy bộ dáng giận dữ của Huân Nhi, hắn không khỏi bất đắc dĩ giang tay. Ngượng ngùng phân bua cái đó ai cha chuyện này không liên quan đến ta. Ách không phải vậy. Ai? giải thích được một đoạn, Tiêu Viêm chợt ủ rũ cúi đầu. Hắn không ngờ được khi đối diện với Huân Nhi mà định lực của bản thân lại kém như vậy. Thấy bộ dáng lúng túng đến tội nghiệp của Tiêu Viêm, khuôn mặt đang đỏ bừng của Huân Nhi cũng không nhịn được mà lộ nét cười nhưng vội vàng thu liễm, lập tức chui vào trong chăn rồi vội vàng mặc quần áo vào. Sau đó mới thấp giọng nói: "Huynh, bại hoại tiêu viêm ngẩng đầu khóe miệng giật giật vẻ mặt bất đắc dĩ thì thầm ai bảo huân nhi nhà ta hấp dẫn như thế chứ bất quá vừa rồi huynh không được nói gương mặt huân nhi lại đỏ lên vội vàng vươn tay bịt miệng tiêu viêm lại hàm ý muốn hắn không được nói đến chuyện vừa xảy ra lại nhìn thấy đôi mắt đen nhánh ẩn chứa tình ý vô hạn của hắn dưới ánh mắt soi mói của hắn gương mặt huân nhi dần trở lại bình thường khẽ cắn môi, ánh mắt thoáng trần chờ chợt mạnh mẽ cúi đầu hôn lướt lên mặt tiêu viêm. Tiêu viêm ca ca, huyết mạch trong cơ thể huân nhi còn chưa thức tỉnh hoàn toàn nên không thể làm vậy được. Nếu không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Để cho lần gặp sau, được chứ nghe được âm thanh lý nhí nhỏ xíu vang bên tai, trong mắt tiêu viêm nhất thời hiện lên vẻ kinh ngạc. Khẽ nghiêng đầu, hắn nhìn thấy vành tai của tình nhân trước mặt mình đang đỏ bừng lên. Với những lời nói của mình, Huân Nhi cũng ngạc nhiên vô cùng. Chính nàng cũng không thể tưởng tượng được bản thân lại nói ra những lời táo bạo đến như vậy. Ngay lập tức không cần nghe Tiêu Viêm có ư ừ hử gì không đã liền toàn lực lao ra khỏi cửa phòng. Nhìn thân ảnh Huân Nhi đã khuất, Tiêu Viêm khẽ siết chặt tay, tận hưởng cảm giác mềm mại lúc trước vẫn còn lưu lại. Tên trời đánh thánh vật nào lại phá hỏng chuyện tốt của lão tử vậy? Thật thất đức mà ở bên trong tiêu viêm đang chửi thầm, còn hai lão giả hắc y bên ngoài cửa phòng thì nóng lòng như lửa đốt, liên tục đi tới đi lui như kiến bò trên chảo, đồng từ hai người ửng đỏ. Bọn họ vẫn luôn ở bên cạnh bảo vệ Huân Nhi. Trước đó, khi nàng đột nhiên vào phòng của tiêu viêm tự nhiên hai người đều biết. Khi mới bắt đầu đến thì họ cũng không nghĩ ra. Nhưng qua một khoảng thời gian rốt cuộc đã nhận ra có điều bất ổn. Tiêu Viêm và Huân Nhi còn trẻ tuổi, hơn nữa cử chỉ của hai người khi gặp nhau hôm nay tựa như lửa gần rơm. Chạm vào liền cháy, nếu là đôi nam nữ bình thường nào khác thì hai lão cũng không muốn can thiệp vào đại sự của người ta cho hao tổn âm đức như vậy. Nhưng Huân Nhi không phải là nữ tử bình thường. Nàng chính là người có huyết mạch tinh thần nhất trong một ngàn năm trở lại đây của cổ tộc. Nếu hôm nay nàng trao thân cho Tiêu Viêm thì hắn nhất định sẽ bị tộc nhân cổ tộc tức giận đuổi giết đến tận chân trời góc biển, mà khi đó, hai người lão vì bảo vệ không chu toàn nên kết quả cũng sẽ không khá hơn bao nhiêu so với tiêu viêm. Mà hết thảy nguyên nhân, chính là vì Huân Nhi là nhân vật vô cùng trọng yếu đối với cổ tộc. Hai lão không ngừng đi qua đi lại trước cửa, sau một lúc thì dừng lại rồi liếc nhau. Nhìn ánh mắt đỏ bừng từ đối phương. Cả hai cùng gật đầu đoạn xoay người đồng loạt phóng tới định đẩy mạnh cửa phòng sông vào. Két két lúc bàn tay hai lão vừa chạm vào cửa phòng thì nó đột nhiên mở ra. ngay lập tức huân nhi đã xuất hiện trong cái nhìn đầy âu lo của hai lão. tiểu thư nhìn thấy huân nhi đi ra, hai lão già hắc y nhất thời kích động đến giớm lệ. nếu như mọi người trong cổ tộc nhìn thấy chỉ sợ sẽ điên cuồng mất thôi. nhìn thấy bộ dáng hai người như vậy, gương mặt đang cố tỏ ra lãnh đạm của huân nhi cũng không nhịn được đỏ lên bất quá hoàn hảo là thanh âm huân nhi vẫn hoàn toàn chấn định lâm lão hai người các ngươi đang làm cái gì vậy khóe miệng hai lão già co giật một hồi suy nghĩ một chút rồi hỏi tiểu thư người và tiêu viêm không có làm chuyện gì chứ các ngươi nghĩ vớ vẩn gì thế bị hỏi trắng trợn như thế gương mặt huân nhi lập tức đỏ bừng và chợt giật thót tim nàng hung hăng liếc nhìn hai lão sau đó chợt đẩy mạnh họ ra rồi vội vàng đi như ma đuổi về phòng mình nghe vậy hai lão giả mới thở phào một hơi dài nhẹ nhõm ta xem hơi thở của tiểu thư cũng không có thay đổi gì hẳn là không có xảy ra chuyện kia lão giả bạch y nhìn bóng dáng xinh đẹp của huân nhi khuất dần lau mồ hôi lạnh trên trán nói đó là do hai người chúng ta tới kịp nhìn bộ dáng tiểu thư nếu thật không có gì thì sao bên tai lại đỏ lên bất quá may mà còn chưa xảy ra chuyện kia hắc y lão giả đặt tay lên trái tim đang còn đang nhảy loạn cười khổ nói ai thật quá tốt nếu như chuyện đó xảy ra hai người chúng ta sẽ trở thành tội nhân của cổ tộc mất bạch y lão giả khẽ thở dài nói nghĩ đến sự trọng yếu của huân nhi đối với cổ tộc cho dù đạt đến thực lực như hắc y lão giả thì giờ phút này tim cũng đập nhanh thình thịch nhìn thoáng qua phòng của tiêu viêm với vẻ tức tối thân hình hai lão lóe lên liền từ từ biến mất trước cửa chuyện tối nay chính là chuyện mạo hiểm nhất trong đời mà bọn họ từng trải qua trong phòng tiêu viêm ôm lấy tấm chăn lúc trước huân nhi chui vào mà lòng dạ bồi hồi sau đó mới cười khổ bỏ nó xuống chuyện tối nay hắn thật sự lỗ mãng theo lời huân nhi thì hiển nhiên lúc này nàng không thể làm chuyện đó nếu như hai lão già cổ tộc không lên tiếng thì sợ rằng tối nay hắn đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng khẽ thở dài tiêu viêm hít sâu mấy hơi từ từ chấn định tâm tình trong tay tiêu viêm dần dần hiển trục kim sắc đế ấn quyết đệ tam ấn mà Huân Nhi đưa cho hắn lúc trước. Đối với quyển trục này, tiêu viêm rất có hứng thú. Căn cứ theo như lời Huân Nhi, nếu luyện thành toàn bộ ngũ ấn chắc cũng đủ so sánh với đấu kỹ thiên giai. Về uy lực của đấu kỹ thiên giai, tiêu viêm cũng không rõ ràng lắm. Nhưng từ ngũ luân ly hỏa pháp cũng có thể nhìn ra một chút manh mối. Có đấu kỹ bực này trợ giúp hắn lấy sức một người có thể đánh bại thiên xà cường giả xếp thứ ba của băng hà cốc. Chiến tích như vậy cũng thật sự rất huy hoàng. Nắm kim sắc quyền trục trong tay tiêu viêm thưởng thức một phen. Thoáng trầm ngâm nhìn nó tiêu viêm cũng không muốn lập tức tu luyện mà lại thu vào nạp giới. Trải qua lần dạ đàm cùng huân nhi lần này, tiêu viêm đã nắm rõ vài phần về thực lực của bản thân. Đấu kỹ tùy thời đều có thể tu luyện nhưng nhanh chóng tăng lên thực lực mới là quan trọng nhất. Sắc mặt tiêu viêm dần ngưng trọng, bàn tay chút bỏ quần áo ra lộ ra vùng lốc xoáy ma độc ban đen kịt. Trước kia, hắn lo lắng thực lực tăng mạnh sẽ dẫn đến căn cơ không ổn định. Nhưng khi thi triển qua thiên hòa tam huyền biến, tiêu viêm cũng có chút nắm chắc cường độ năng lượng cao cấp kia. Vì vậy, hắn cần phải hoàn toàn giải quyết triệt để ma độc ban này. Lấy thực lực hiện tại của tiêu viêm, muốn luyện hóa hoàn toàn ma độc ban cũng không khó lắm về phần đấu khi tinh thuần khổng lồ ẩn chứa trong đó, với trình độ thâu nạp đấu khí của thân thể cũng đủ hấp thu hoàn toàn. Nói cách khác, chuyện giải quyết ma độc ban trên người tiêu viêm nhiều năm qua chính là chuyện cần phải làm lúc này. Hắc hắc hạt tất nham. Năm đó ngươi tặng ta phần đại lễ này, hôm nay ta sẽ không khách khí tiếp thu toàn bộ vậy. Bàn tay tiêu viêm chạm nhẹ ma độc ban, khóe miệng xuất hiên nụ cười lạnh hắn ngồi xếp bằng thủ ấn biến đổi hỏa diễm xanh biếc trong người nhất thời tỏa ra hừng hực hướng đến địa phương chứa ma độc ban tuôn ra dữ dội bên trong ma độc ban ẩn chứa đấu khí một đời của hạt tất nham trước kia lão giả hỏa này dù sao cũng là cường giả đấu tông tuy nói lúc này ma độc ban đã không còn đầy đủ nhưng nếu để tiêu viêm hoàn toàn luyện hóa thì thực lực sẽ đột nhiên tăng mạnh mà loại tình huống này chính là chuyện vui trong lòng tiêu viêm hôm nay hắn nhất định phải có thực lực mạnh hơn nữa. Không có thực lực hết thảy mọi chuyện cũng đều là lý luận suông. Nói gì cũng chỉ là vô căn cứ mà thôi. Hỏa diễm xanh biếc trong người tiêu viêm dưới sự khống chế của tinh thần ba động hóa thành gió lốc ở bên trong thể nội ùn ùn kéo đến ngưng tụ vây quanh ma độc. Ban, nhiệt độ nóng cháy làm cho thân thể hắn không ngừng rung động và tràn ra từng luồng hắc vụ. Hiện giờ, ma độc ban ở trong cơ thể tiêu viêm không còn uy hiếp quá lớn nữa. Lúc trước nó có thể không chút để ý đến lưu ly li liên tâm hỏa nhỏ bé kia nhưng theo thực lực tiêu viêm tăng lên. Ngọn lửa nhỏ bé hiện tại đã trở nên khổng lồ. Bị hỏa diễm xanh biếc bao vây, ma độc ban khẽ run rẩy như chú cừu non bị bầy sói nhìn chăm chăm. Nó có thể cảm giác được những tháng ngày nhàn nhã sắp sửa chấm dứt. Tiêu viêm cười lạnh nhìn ma độc ban thứ này năm đó đã đem hắn giày vò đến chết đi sống lại nhưng bây giờ chỉ có thể trở thành chất dinh dưỡng nâng cao thực lực cho hắn luyện tiếng quát nhẹ trong lòng tiêu viêm vang lên đám hỏa diễm xanh biếc đang vây quanh ma độc ban đột nhiên xoay tròn từng ngọn lửa ùn ùn bùng ra tựa như vô số hòa tuyến đem sinh cơ ma độc ban cắt thành từng mảnh sau khi ma độc ban bị phân liệt tâm thần tiêu viêm vừa động lưu ly li liên tâm hòa cũng phân hóa ra bao bọc từng mảnh ma độc ban nhỏ bắt đầu luyện hóa chúng lần nữa trong phòng tiêu viêm nhắm chặt mắt hỏa diễm xanh biếc chậm rãi từ bàn tay hắn tỏa ra làm cho nhiệt độ trong phòng dần tăng lên theo thời gian kéo dài liên tục độc tố của ma độc ban bên trong cơ thể tiêu viêm cũng dần bị lưu ly liên tâm hỏa luyện hóa thành hư vô theo đó từng luồng đấu khí tinh thuần liên tục tuôn ra không ngừng sau đó giống như hồng thủy chảy xuôi bên trong kinh mạch của tiêu viêm làm cho cơ thể vốn khô kiệt đấu khí của hắn liền khôi phục lại trạng thái đỉnh phong lấy thực lực của tiêu viêm hiện giờ luyện hóa ma độc ban cũng như trò trẻ con hết thảy giống như nước chảy mây trôi vô cùng thuận lợi điều quan trọng nhất bây giờ chỉ là thời gian mà thôi thời gian nhanh chóng trôi qua tiêu viêm cũng không biết việc hắn luyện hóa đã trôi qua ba ngày trong ba ngày này đám người huân nhi cũng có ghé qua nhưng khi thấy cửa phòng đóng chặt thì có chút ngạc nhiên nhưng cũng may các nàng không phải là người lỗ mãng cảm nhận được hơi thở nóng bỏng từ trong phòng truyền ra, cũng đoán được tiêu viêm hẳn là đang tu luyện vì thế cũng không quấy dày. Trong ba ngày tiêu viêm tu luyện, bên ngoài Diệp Thành lại náo nhiệt lạ thương. Nguyên nhân của chuyện này tự nhiên là trận đại chiến kinh thiên động địa diễn ra mấy ngày trước. Đám người tiêu viêm xuất hiện và ở lại bên trong Diệp Gia đã làm cho thanh danh gia tộc này hiện tại. Lên như diều gặp gió. Rất nhiều người nghĩ Diệp gia đã xuống dốc, nhưng lúc này lại thấy sau lưng Diệp gia hẳn là có chỗ dựa cực kỳ vững chắc. Cũng chính bởi vì như thế, một ít thế lực trước kia nhìn chằm chằm vào Diệp gia trong lúc nhất thời cũng không dám có hành động gì. Nhóm người băng hà kia ở thời khắc cuối cùng còn phải chạy đi như ma đuổi huống chi là những người khác. Theo danh tiếng đám người Tiêu Viêm, Diệp gia cũng có được một khoảng thời gian ngắn an tĩnh lần nữa trở thành tâm điểm của mọi ánh mắt như thế này diệp ra cũng đã thật lâu chưa hưởng thụ qua trong vòng nóng rực tiêu viêm xếp bằng trên giường mồ hôi tuôn ra đầm đìa làm ướt đẫm quần áo sắc mặt hắn cũng đỏ lên dị thương chỗ ngực ngày thường chứa ma độc ban to cỡ nắm tay hiện tại đã biến thành một điểm đen nho nhỏ hơn nữa xung quanh điểm đen này mơ hồ thể nhìn thấy một đốm lửa màu xanh nhạt từng đạo bạch sắc khí vụ theo hô hấp tiêu viêm ngưng động lại bên ngoài trông quỷ dị lạ thương. Đấu khí mạnh mẽ trong cơ thể như một cơn hồng thủy lưu truyền tạo ra âm thanh ầm ầm vang vọng, lưu truyền cuồn cuộn trong kinh mạch. Trước đó vì thi triển thiên hòa tam huyền biến đã tạo nên thương tổn cho cơ thể thì giờ phút này đã hoàn toàn khỏi hẳn. Hơn nữa dưới trạng thái này còn muốn mạnh mẽ tăng lên. Đấu khí mạnh mẽ lưu truyền trong người trong lúc mơ hồ lấy khí thế hung hãn đánh sâu vào bình cảnh. Nương theo kinh mạch đấu khí càng ngày càng hùng hồn, tốc độ vận chuyển càng lúc càng nhanh. Sắc mặt Tiêu Viêm ngày càng đỏ lên, những trụ đấu khí nho nhỏ số lỗ chân lông trên thân thể bắn ra. Ngưng, đấu khí xoay tròn kéo dài một hồi lâu, chợt thân thể Tiêu Viêm đột nhiên cứng đờ. Một âm thanh như có như không vang lên ở sâu trong linh hồn hắn. Cùng lúc với đạo thanh âm nho nhỏ này, một cảm giác thoải mái khó nói tràn ngập khắp thân thể tiêu viêm rồi khuếch tán khắp nơi trong cơ thể. Một ít cảm giác đau đớn xuất hiện trước đó vì đấu khí tăng mạnh nay đã biến mất không còn, thay vào đó là sự sảng khoái toàn thân. Đã đột phá đến tam tinh đấu tông sao. Đôi mắt đang nhắm nghiền của tiêu viêm từ từ mở ra ẩn chứa quang mang mỏng manh xanh biếc lưu truyền. Tiêm viêm cúi đầu nhìn xuống lồng ngực, tại đó ma độc ban vẫn chưa triệt để luyện hóa hết có thể loáng thoáng nhìn thấy rất nhiều điểm nhỏ màu đen. Đấu khí ngưng tụ cả đời của hạt tất nham dù sao cũng không phải là nhỏ. Hiện giờ cơ thể ta đã ở trạng thái sung mãn nhất. Tiêu viêm thoáng ngần ngại nhìn những điểm nhỏ màu đen kia nhưng cũng không lập tức chấm tu luyện. Một lần nữa nhắm mắt dưỡng thần, luyện hóa được đến tình trạng này có thể nói hắn đã giải quyết ma độc ban gần như triệt đề bất quá không biết một ít đấu khí còn lại trong ma độc ban đó có thể làm cho mình thuận lợi tấn nhập tứ tinh đấu tông không một ít ma độc ban còn sót lại cũng không chịu được sự luyện hóa điên cuồng của tiêu viêm chỉ trong nửa ngày thời gian ngắn ngủi những chấm đen trên người tiêu viêm đã biến mất hoàn toàn lúc này ma độc ban trong cơ thể tiêu viêm bị hạt tất nham hạ thủ năm xưa hoàn toàn tan thành mây khói nếu lão gia hỏa ấy còn sống mà biết được chuyện này biết được chẳng những không thể lấy mạng tiêu viêm mà ngược lại còn trợ giúp tiêu viêm để thăng thực lực lên thì không biết có tức giận đến hộc máu chết thêm lần nữa hay không đây đem ma độc ban còn sót lại luyện hóa hoàn toàn đấu khí tinh thuần trong đó một lần nữa chảy xuôi trong cơ thể tiêu viêm những tia đấu khí này tuy khổng lồ nhưng cũng chưa đến mức làm cho hắn có thể đột phá được tứ tinh đấu tông tranh lệch về cấp bậc trong cảnh giới đấu tông thật sự quá lớn muốn tăng lên một tinh cũng không phải là chuyện đơn giản cho dù tiêu viêm có chất dinh dưỡng đại bổ như ma độc ban cảm nhận được trạng thái trong cơ thể chỉ còn một chút nữa thôi là chạm đến mức kia tứ tinh đấu tông tiêu viêm cau mày hắn quả thật muốn một lúc tăng lên hai tinh thực lực nhưng không nghĩ tới ngay cả ma độc ban cũng không thể thỏa mãn được yêu cầu của mình đã xuất hiện cảm giác đạt tới tư tinh rồi nếu như bây giờ bỏ qua thì ngày sau muốn có lại cảm giác này thì không biết phải đợi đến khi nào tiêu viêm khẽ thở dài thời điểm này giống như tên lắp cung dương căn bản không thể chấp nhận việc ngừng lại nếu đấu khí bên trong ma độc ban đã bị luyện hóa hoàn toàn vậy thì chỉ có thể dựa vào chính bản thân thôi trong lòng hiện ra ý niệm này bàn tay tiêu viêm vung lên một vài gốc dược vật đỏ ngầu từ trong nạp giới nhanh chóng hiện ra trôi nổi giữa không trung. Những loại dược vật này đều mang hỏa thuộc tính, trong đó tự nhiên sẽ chứa không ít năng lượng hệ hỏa. Cẩn thận nhìn lại những dược vật này. Tiêu viêm liền há miệng phun ra hỏa diễm xanh biếc bao phủ chúng hoàn toàn. Rắc rắc, bị hỏa diễm bao bọc xung quanh, những gốc dược vật này nhanh chóng bạo liệt. Tràn ra từng luồng năng lượng hỏa thuộc tính đầy khắp phòng. Dựa theo lẽ thường, hắn không thể trực tiếp hấp thu được năng lượng trong những dược vật này hơn nữa năng lượng bên trong chúng rất dữ dội giờ phút này tiêu viêm cũng không có thời gian luyện chế chúng thành đan dược để sử dụng tránh lãng phí thời gian dù sao cũng phải cố gắng hấp thu đủ năng lượng để thành công đột phá tứ tinh đấu tông cảm nhận được bên trong cơ thể tràn đầy năng lượng tiêu viêm mới thỏa mãn gật đầu một lần nữa nhắm mắt có những luồng năng lượng này duy trì hắn có thể thuận lợi đạt đến tứ tinh đấu tông trong lúc Tiêu Viêm cố gắng tăng lên thực lực của mình, cách Diệp Thành chừng ngàn dặm, trên bầu trời có 10 đạo bóng đen như cuồng phong lướt qua. Nhìn kỹ mới thấy, những bóng đen này là độc giác thú trên người có 4 cánh, đỉnh đầu có một chiếc sừng sắc bén, 4 cánh giang rộng. Thân ảnh đang đứng vững ở vị trí đầu tiên của đám tứ dực độc giác thú này mặc tử sắc hắc bào, phát ra hơi thở bàng bạc có vẻ mịt mờ nhưng cuồng dã. Vượt lên trên đám tứ rực độc giác thú bốn cánh là một gã nam tử đang đứng chắp tay, diện mạo cực kỳ anh Tuấn, bất quá trên khuôn mặt có chút âm trầm. Ánh mắt nhìn chầm chầm về phương bắc xa xôi. Linh tiền thống lĩnh, theo tin tức chúng ta nhận được. Tiểu thư hiện tại hẳn là ở tại Diệp Thành. Phía sau, một gã hắc bào nam tử khác cung kính nói. Linh tiền, một cái tên quen thuộc. Người này chính là người năm đó đã đón huân nhi từ trong nội viện đi ra. Hơn nữa, cùng tiêu viêm có xảy ra xung đột chính là hắc yên quân thống lĩnh linh tuyền. Nguồn chuyện, chuyện phun tên phế vật tiêu ra kia cũng ở đó sao? Thành âm linh tiền vang lên, trong ánh mắt lóe lên lửa giận tràn ngập. Nghe vậy, người phía sau trần trừ một chút rồi cuối cùng gật đầu. Linh tiền mặt không đổi sắc, ánh mắt nhìn về hướng bắc, hai tay chậm rãi nắm chặt trong mắt hiện lên vẻ dữ tợn. Tiểu phế vật, năm đó ta đã cảnh cáo ngươi nên rời xa tiểu thư một chút xem ra lúc này không thể không giáo huấn ngươi thêm một chút nếu không ngươi cũng không đem những lời bổn thống lĩnh để trong lòng năng lượng màu đỏ tinh thuần tràn ngập khắp gian phòng nhiệt độ nóng bỏng khoách tán làm cho cả gian phòng như trở thành một lò lửa nóng rực tiêu viêm ngồi xếp bằng trên giường thân thể như một cái động không đáy không ngừng đem năng lượng màu đỏ kia hút vào trong cơ thể theo năng lượng màu đỏ tiến vào trong cơ thể, làn da hắn cũng bắt đầu đỏ dần lên, trên mặt mồ hôi không ngừng tuôn ra. Trực tiếp hấp thu năng lượng dược vật, đây là lần đầu tiên tiêu viêm làm chuyện này. Trong những lần tu luyện trước kia, hắn hầu như tiến hành phối chế dược vật để phát huy năng lượng trong dược liệu đến cực hạn. Nhưng hôm nay, hắn không có nhiều thời gian. Cơ hội đột phá chất lóe liền vụt tắt, cứ nghĩ phải chờ đến lần sau, thật sự không biết đến khi nào nhưng cũng may, toàn bộ cơ thể tiêu viêm đều được dị hỏa bảo vệ. Mặc dù hấp thu năng lượng màu đỏ kia sẽ mang lại từng cơn đau xé người nhưng cũng không phải là hắn không thể vượt qua. Hơn nữa, chuyện này cũng không tạo thành một chút thương tổn nào cho thân thể hắn. Năng lượng màu đỏ bàng bạc không ngừng quán nhập trong người. Trải qua luyện hóa trở thành đấu khí tinh thuần rồi hội tụ lại tiến vào trong kinh mạch bên trong cơ thể tiêu viêm, mang đến cảm giác tràn đầy sức mạnh giờ phút này tiêu viêm tâm tập trung tinh thần đến cực độ bởi vì theo năng lượng ngày càng nhiều tràn vào cơ thể hắn có thể cảm nhận được cơ hội đột phá đã cảm nhận lúc trước đã dần dần hiện rõ hơn một chút bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun rầm rầm càng ngày càng nhiều đấu khí hội tụ trong kinh mạch như cơn hồng thủy rít gào gầm thét mỗi một lần đấu khí tẩy luyện kinh mạch cũng làm cho linh hồn tiêu viêm run rẩy loại cảm giác này rất dễ gây cho người ta mê thất tâm thần. Trong phòng tràn ngập năng lượng màu đỏ, do năng lượng hội tụ càng nhiều thì cơ thể Tiêu Viêm sinh ra hấp lực ngày càng lớn mang theo từng tiếng rít chói tai dần chuyển hóa năng lượng thành những sợi tơ đấu khí. Chúng tiếp xúc với thân thể Tiêu Viêm, sau đó chui vào các lỗ chân lông ùa vào thể nội. Dưới hấp lực mãnh liệt bực này, năng lượng cuồng bạo màu đỏ cuồn cuộn theo lỗ chân lông xuyên qua ra đổ vào cơ thể tạo nên cảm giác đau rát làm cho tiêu viêm có cảm nhận dường như mình bị ném vào trong lò lửa nóng rực hơi thở dồn dập khó khăn qua càng nhiều thời gian bị tiêu viêm hấp thu năng lượng màu đỏ cuồng bạo kia cũng càng nhạt dần hơi thở dồn dập khó khăn lúc đầu của hắn cũng dưới tình huống này mà càng trở nên bàng bạc mạnh mẽ tét khi luồng năng lượng màu đỏ cuối cùng theo hơi thở của tiêu viêm tiến vào thân thể hắn hơi run rẩy rồi đột nhiên dừng lại Thoáng chốc dường như bị biến thành một bức tượng điêu khắc bình thường bất động. Bên trong gian phòng đột nhiên rơi vào một mảnh yên tĩnh quỷ dị. Trong lúc mơ hồ, vang lên âm thanh nước chảy rất nhỏ. Mà ngọn nguồn của âm thanh này chính là từ trong thể nội đan điền của Tiêu Viêm tán ra. Tiêu Viêm lúc này tựa như một lão tăng nhập định, luồng hơi thở bàng bạc từ từ dâng lên giống như một con hùng sư vừa tỉnh giấc. Bên ngoài phòng Tiêu Viêm là một cái sân u tĩnh trong sân có rất nhiều hoa những làm gió nhẹ mơn man thoáng qua mang theo mùi hương nhàn nhạt, nhạt của hoa tỏa ra xung quanh trong sân có một tòa thạch đình giờ phút này trong thạch đình có hai tiệt sắc giai nhân đang yên lặng ngồi đó trước mặt hai người bày ra một bàn cờ thỉnh thoảng những quân cờ dừng lại trên bàn vang lên từng tiếng tách tách nếu như tiêu viêm lúc này ở đây chứng kiến một màn này chắc chắn sẽ một phen sợ hãi hai người này từ lúc gặp mặt tựa hồ đã tỏ ta đối lập giờ khác này lại có thể an tĩnh ngồi đánh cờ với nhau. Quả thật làm cho người ta cảm thấy khó có thể tin được. Tiểu y tiên tỷ tỷ ban đầu ở nội viện muội đã nghe ca ca nói về tỷ. Huynh ấy nói tỷ là bằng hữu tốt nhất của huynh ấy. Bàn tay nhặt một quân cờ bạch ngọc nhẹ nhàng đặt xuống xuống, đôi mắt huân nhi sáng lên nhìn thân hình uyển chuyển động lòng người của tiểu y tiên ở phía đối diện. Cười mỉm nói. Bàn tay tiểu y tiên khẽ động vào quân cờ trong hộp bào một lần nữa, trong mắt thoáng chút dao động, nói, hắn là bằng hữu tốt nhất của tỷ. Huân Nhi cười khẽ, phong khinh vân đạm nói, chỉ là bằng hữu. Đôi mắt tiểu y tiên khẽ nhớ ngồi dừng lại trước mặt nữ từ tiệt sắc này rồi nàng cười cười nhưng từ chối cho ý kiến. Nàng sao lại không nghe ra một chút ý dò xét trong lời nói của Huân Nhi. Mặc dù nói đối phương không phải là nhân vật đơn giản nhưng nàng cũng chẳng phải là người bình thường có thể tại xuất vân đế quốc xây dựng nên tổ chức lớn mạnh bá quyền như độc tông thì ngoại trừ thực lực của nàng ra tâm cơ của nàng cũng rất sâu. Bất quá, bình thường ở cạnh tiêu viêm nên không thích biểu hiện ra mà thôi. Nhìn thấy tiểu bộ dáng như vậy của tiểu y tiên, hai tay huân nhi rút về ánh mắt đầy thâm ý nhìn tiểu y tiên, nhẹ giọng nói. Không lâu sau, muội sẽ rời đi. Ngày sau, có lẽ còn phải nhờ tỷ chiếu cố thêm cho tiêu viêm ca ca. Chỉ cần tỷ còn sống, hắn sẽ không xảy ra chuyện gì." Tiểu Y Tiên nhìn thẳng vào mắt Huân Nhi, thanh âm dịu dàng nhưng lại tràn đầy tự tin khẳng định. Đối với câu trả lời này của Tiểu Y Tiên, Huân Nhi khẽ gật đầu, nhẹ nhàng duỗi chiếc lưng đang mỏi mệt, nhất thời lộ ra những đường cong tinh tế động lòng người. Vừa muốn đứng dậy, đột nhiên nàng khẽ cau mày, ngẩng đầu nhìn phía xa xa trên bầu trời. Nơi đó, mơ hồ có tiếng xé gió lướt đến. "Suy sau khi Huân Nhi cảm ứng được tiểu y tiên cũng một tộc, Huân Nhi khẽ lắc lắc đầu nói, hẳn là hắc yên quân, mỗi người được mùi của tứ dực độc giác thú. Trong thạch đình, không gian hơi rung động, chợt hai người hắc y lão giả liền xuất hiện. Liếc mắt nhìn xa xa trên trời, nói, bọn họ hẳn là nhận lệnh từ cổ tộc, dù sao, trận đại chiến mấy ngày trước thanh thế có hơi lớn một chút. Bạch y lão giả gật đầu, nói bọn chúng đúng là hồn ma lúc nào cũng ám ảnh không rời. Huân Nhi lắc đầu, sắc mặt có chút không vui. Không có biện pháp, Hắc Yên Quân do thủ tịch trưởng lão cổ tộc quản lý trực tiếp. Mấy lão bất tử kia hận không giữ chân tiểu thư được để cho tiểu thư ra ngoài còn mấy lão phải ngồi đợi ở cổ giới đó. Hắc Y lão già cười lạnh, nói. Tựa hồ lão nhân này cũng không ưa gì kẻ được gọi là thủ tịch trưởng lão kia trong khi ba người đang nói chuyện, những đạo thanh âm xé gió phía chân trời vang lên càng lúc càng lớn. Một lát sau, hơn 10 bóng đen rốt cuộc hiện ra trên bầu trời Diệp Thành. Sau đó đám tứ dực độc giác thú khổng lồ chậm rãi dừng lại trên không Diệp Thành thở phì phò. Hơn 10 đạo thân ảnh tứ dực độc giác thú ở phía trên trời thoáng chốc đã tiến về hướng trang viện Diệp ra, dừng lại trên bầu trời chỗ đám người huân nhi ánh mắt tên thủ lĩnh đảo qua trang viện, sau đó dừng lại trên người nàng, hắc yên quân thống lĩnh linh tiền ra mắt tiểu thư. Nam tử mặc hắc bào khi nhìn thấy huân nhi, ánh mắt thoáng hiện sự cuồng nhiệt nóng bỏng từ trên trời hạ xuống. Sau đó, ôm quyền cung thanh nói, lông mày huân nhi khẽ cong lên, nói, các ngươi đến đây làm gì ha hà. Các trưởng lão lo lắng tiểu thư ở bên ngoài bị thương tổn nên ra lệnh cho ta tới đón tiểu thư trở về cổ giới. Linh tiền cười cười nhìn Huân Nhi. Sau đó, ánh mắt đảo qua khắp viện, vẫn không thấy bóng dáng tiêu viêm, khẽ nhíu mày. Có hai người chúng ta bảo vệ tiểu thư. Còn có thể xảy ra chuyện gì chẳng lẽ tên tiểu tử nhà ngươi vừa trải qua lễ rửa tội ở tế đàn trong tộc đạt đến ngũ tinh đấu tông liền có thể bảo vệ an toàn cho tiểu thư được sao? Bạch y lão giả cười nhạt nói bằng giọng không hề khách khí. Địa vị của hắn trong cổ tộc linh tuyền làm sao có thể so sánh? Lâm lão nói đùa mệnh lệnh của các trưởng lão ta không thể không chấp hành đối với lời nói của bạch y lão giả linh tuyền không dám chậm trễ chắp tay cười nói thấy linh tuyền đem trưởng lão hội ra làm lá chắn bạch y lão giả cũng không nói thêm gì nữa đưa mắt nhìn huân nhi chờ ý kiến của nàng tiểu thư các trưởng lão lần này rất sốt ruột các người đi ra ngoài chuyến này lại còn cùng hồn điện giao thù nếu để bọn họ biết được thân vận các ngươi phát đên lên mà làm tổn thương tới tiểu thư chỉ sợ cổ tộc cũng sẽ loạn mất trưởng lão lần này hạ tử lệnh phải mang tiểu thư trở về nếu không chỉ sợ sẽ bị tộc hình linh tiền nhìn huân nhi trầm giọng nói huân nhi khẽ trao mày nàng sớm biết nếu chuyện mình cùng hồn điện giao thủ đã truyền vào cổ giới thì cổ tộc tất nhiên sẽ lập tức phái người mang nàng trở về nhưng lại không nghĩ tới lại nhanh như vậy trầm ngâm chốc lát Sóng mắt Huân Nhi chuyển hướng về phía gian phòng đang đóng chặt cửa đằng xa, nói: "Hai ngày sau ta sẽ trở về." Nghe vậy, Linh Tiền khẽ nhăn mặt, đảo mắt về phía gian phòng kia thoáng hiện vẻ lạnh lẽo, nói: "Nghe nói vị Tiêu gia Tiêu Viêm cũng ở đây." "Không biết hắn ở đâu." "Ha ha, năm đó từ biệt ở Già Nam học viện cũng đã qua nhiều năm không gặp, không biết hôm nay hắn đã đến trình độ gì rồi." nghe được lời nói linh tiền có chút trào phúng sắc mặt hai người huân nhi cùng tiểu y tiên có chút trầm xuống giáp chi khi hai người chuẩn bị đáp lại thì cửa phòng đang đóng chặt đằng kia từ từ mở ra một đạo thân ảnh cao gầy chậm rãi bước ra cười nhạt nói hóa ra là linh tiền thống lĩnh năm xưa hắc hắc thật sự không thể tiếp đón từ xa bất quá nhiều năm tu luyện mà linh tiền thống lĩnh chỉ mới đặt đến ngũ tinh đấu tông sao thật khiến tiêu viêm ta bất ngờ a Gương mặt đang cười cười của Linh Tuyền chậm rãi thu liễm, dần trở nên âm trầm, ánh mắt lạnh băng nhìn thân ảnh trẻ tuổi đang từ từ bước ra kia. Hắn thật không nghĩ tới phế vật năm đó hiện giờ lại dám ở trước mặt hắn châm chọc khiêu khích. Thật đúng là hắn cho rằng được tiểu thư che chở hắn thì có thể lên mặt không xem ai ra gì trong lúc hàn quang càng lúc càng dày đặc trong mắt Linh Tuyền thì tiêu viêm cũng đã tới trong sân. Gương mặt dạng dỡ nụ cười trong thoáng chốc một hơi thở mạnh mẽ từ trong cơ thể tiêu viêm tràn ra đồng tử linh tiền đang vô cùng tức giận âm trầm lập tức liền co rút lại đấu tông nhìn người thanh niên đang tùy ý đứng trước mặt hơi thở tràn đầy khí thế sắc mặt linh tiền vào lúc này trở nên tương đối khó coi tứ tình đấu tông ánh mắt linh tiền âm trầm nhìn trầm trầm tiêu viêm trong lòng tràn đầy nghi hoặc không thể nào tin được nhớ năm đó Lần đầu tiên hắn gặp Tiêu Viêm ở trong nội viện thì Tiêu Viêm chỉ mới có thực lực đấu linh. Tiêu Viêm khi đó ngay cả tư cách để hắn nhìn qua cũng không, nếu không có Tô Thiên đại trưởng lão ở đó, hắn đã dành cho Tiêu Viêm một phần đại lễ khó có thể quên được. Nhưng mà, lúc này đây, linh tiền lại không thể tưởng tượng được, chỉ mới có mấy năm thời gian gặp lại nhau, tên phế vật tiêu gia năm nào nay đã đặt đến đấu tông. Hơn nữa cũng chỉ là thấp hơn hắn một tinh mà thôi biến hóa nghiêng trời lệch đất này sao có thể không khiến cho Linh Tuyền cảm thấy khiếp sợ khi sắc mặt Linh Tuyền đang âm trầm như vậy. Ánh mắt tiêu viêm chậm rãi quét qua hắn, chợt khóe miệng khẽ nhấc lên tràn ngập lãnh ý. Năm đó, khi tên này đi đón Huân Nhi còn muốn ra tay với hắn, nếu không có tô thiên đại trưởng lão xuất thủ chỉ sợ hậu quả khó lường. Tuy hai người chưa thật sự giao thủ qua nhưng tiêu viêm triệt để nhớ kỹ năm đó Linh Tuyền đã cười nhạo mỉa mai hắn như thế nào. Từ đầu đến cuối, Tiêu Viêm cũng không phải hạng người rộng lượng gì. Năm đó linh tiền thừa lúc thực lực bản thân mình còn nhỏ yếu đã xỉ nhục thậm chỉ còn muốn hạ sát. Điều này đã khiến cho Tiêu Viêm khắc sâu mối hận này, không thể quên được. Hắc hắc, không nghĩ tới, Tiêu gia đã suy bại đến như vậy mà còn có khả năng sản sinh ra một gã cường giả đấu tông, thật đúng là làm cho bản thống lĩnh bất ngờ. Linh Tiền âm trầm nhìn Tiêu Viêm, một lát sau liền cười lạnh nói: không phiền đến linh tiền thống lĩnh phải lo lắng, loại chuyện này, ai có thể nói được rõ ràng. Năm đó, người gặp ta thì ta cũng chỉ vừa mới bước vào đẳng cấp đấu linh mà thôi. Hiện tại, ai mạnh ai yếu có lẽ rất khó phân biệt. Tiêu viêm khẽ cười, nói, nghe được giọng nói chào phúng của tiêu viêm, linh tiền cũng chỉ lắc đầu, cười lạnh nói, tiểu tử đừng vội mừng, chỉ là tứ tinh đấu tông mà cũng dám ở trước mặt bản thống lĩnh kiêu ngạo sao trong mắt ta, ngươi hiện tại cùng năm đó cũng không khác mấy đâu. Tuy nói thực lực của tiêu viêm thấp hơn hắn một tinh, nhưng nếu giao thủ, linh tiền tự tin có thể nhẹ nhàng đánh bại tiêu viêm. Niềm tin này không phải không có lý do. Linh tiền đã tiếp thụ huấn luyện và tu luyện đấu kỹ thuộc loại tốt nhất trong cổ tộc. Hắn không tin trải qua huấn luyện như thế mà còn có thể thua một tên phế vật yếu kém như tiêu viêm. Nhưng trong mắt ta, ngươi bây giờ chẳng là cái thá gì tiêu viêm cười nói đối với linh tuyền hắn chán ghét đến cực điểm hơn nữa lại dồn nén từ ngày đó đến tận giờ vì vậy hôm nay nhìn thấy gia hòa này dù với định lực của mình tiêu viêm cũng không thể hòa nhã với hắn được đối với lời nói không chút khách khí nào của tiêu viêm trên khuôn mặt anh tuấn dị thường của linh tuyền dần xuất hiện lên vẻ âm lãnh hắn nhìn như đóng đinh vào tiêu viêm trong mắt thoáng hiện sát ý đối mặt với ánh mắt lạnh băng của linh tuyền sắc mặt tiêu viêm chẳng hề có nửa điểm biến hóa nhìn thẳng đối phương và trong mắt đồng dạng cũng xuất hiện hàn ý cuồn cuộn hai người nhìn nhau hơi thở mạnh mẽ phát tán ra chung quanh trong lúc mơ hồ thoáng hiện một luồng sát khí như có như không hiển nhiên sự tình hiện tại cũng không tốt lành gì linh tuyền như cảm nhận được sát ý trong mắt hắn huân nhi cười lạnh quát bị huân nhi nghiêm khắc quát mắng linh tuyền cũng không dám chậm trễ thu hồi ánh mắt hướng Huân Nhi ôm quyền. Nhưng trong một thoáng chốc này, trong mắt lại chứa đầy sát ý nồng đậm. Huân Nhi vì tiêu viêm mà quát mắng mình khiến trong lòng hắn cực kỳ giận dữ. Dĩ nhiên, phần giận dữ này hắn không dám chút lên đầu Huân Nhi, vì thế hắn chuyển mục tiêu chút giận lên đầu tiêu viêm. Tiểu thư, các trưởng lão lệnh cho ta đi lần này phải nhanh chóng mang tiểu thư về cổ giới, không một chút chậm trễ. Nếu như có người ngăn cản liền lập tức tiền trảm hậu tấu linh tuyền ôm quyền khiêm tốn nói đến cuối cùng ánh mắt âm trầm hướng nhìn tiêu viêm huân nhi muội đi sao tiêu viêm ở bên nghe vậy chợt ngẩn ra không để ý đến ánh mắt lạnh lùng của linh tuyền mà nhìn huân nhi khẽ nhíu mày bạn đang đọc truyện tại truyện phun vkvk truyện phun huân nhi trần trờ một chút cũng gật đầu trước khi huyết mạch trong cơ thể mình hoàn toàn thức tỉnh, người trong tộc khẳng định sẽ không yên tâm để nàng ở bên ngoài lần này, nếu không trở về chỉ sợ lần tới đón nàng sẽ là những cường giả chân chính trong tộc. Đến lúc đó, nếu gặp phải tiêu viêm, nói không chừng sẽ xảy ra biến cố liên tục. Đây chính là chuyện mà nàng không hy vọng nhìn thấy nhất. Bước từng bước nhẹ nhàng, Huân Nhi đứng trước mặt tiêu viêm. Hai tay ôn nhu sửa sang lại chiếc áo sốc sách của tiêu viêm, nói lần này muội thật sự không thể đi lâu. Nếu không có thể sẽ mang đến viền toái cho tiêu viêm ca ca đợi đến khi tiêu viêm ca ca giải quyết xong mọi chuyện hẳn là có năng lực đến cổ giới huân nhi chờ huynh tiêu viêm rất không muốn rời xa huân nhi trầm mặc một lát rồi chậm rãi gật đầu hắn không phải hạng người không nói đạo lý huân nhi vì nghĩ cho hắn mà phải đi nếu hắn còn cố ý ngăn cản chẳng phải đã phụ tâm ý của nàng sao chờ ta tiêu viêm không để ý đến mọi người xung quanh nắm lấy cổ tay trắng như ngọc của huân nhi thấp giọng nói trên gương mặt thanh nhã tú lệ dần đỏ lên. Huân Nhi chợt giống như một đóa hoa tuyết tinh khôi e lệ. Buông tiểu thư ra, hai mắt linh tiền đỏ bừng. Nhìn biểu hiện thân mật của tiêu viêm đối với Huân Nhi, sự ghen tị trong lòng cơ hồ thiếu chút nữa đã che lấp lý trí hắn. Hắn coi Huân Nhi là nữ thần trong lòng. Không chấp nhận để cho nữ thần bị phi lễ. Thế nhưng tư thái nữ thần ngày thường luôn lãnh đạm thì nay lại lộ ra tâm tình nữ nhi động lòng người trước mặt tiêu viêm. Điều này sao có thể không khiến Linh Tuyền trở nên điên cuồng như dã thú? Gầm lên giận dữ, "Linh Tuyền, chú ý đến thân phận của ngươi, chuyện của tiểu thư còn chưa tới phiên ngươi xen vào." Hắc Y lão giả ở bên sắc mặt trầm xuống, nổi giận nói, "Linh Tiền biết tội." Nghe lão nhân áo đen lên tiếng trách móc, khuôn mặt Linh Tiền run lên, chợt hít sâu một hơi, ánh mắt đang đỏ bừng dần tiêu tán. Nhưng mục quang nhìn về phía Tiêu Viêm vẫn lộ rõ nét âm hàn đi thôi đối với giọng nói của linh tuyền huân nhi giống như không nghe thấy nàng nhìn tiêu viêm thật lâu sau đó khẽ lùi một bước rồi xoay người rời đi khi huân nhi bước qua mặt linh tuyền gương mặt thanh nhã đã lãnh đạm trở lại giọng nói bình tĩnh không chút dao động làm cho linh tuyền điên tiết siết chặt nắm đấm sau khi ra lệnh huân nhi đột nhiên cau mày nhìn đám người linh tuyền vẫn không nhúc nhích gương mặt liền phát lạnh rồi trầm giọng nói linh tuyền thống lĩnh Nghe được giọng nói trầm thấp kia của Huân Nhi, ánh mắt Linh Tiền âm tàn nhìn Tiêu Viêm, chậm rãi nói: "Tiểu thư, mời ngươi đi trước." Linh Tiền còn có nhiệm vụ từ trưởng lão cần phải chấp hành. Nghe vậy, sắc mặt Huân Nhi khẽ biến, chợt xoay người, ánh mắt lạnh lùng nhìn Linh Tiền chừng chừng, nói gần từng tiếng: "Ta nói, hiện tại lập tức rời khỏi đây." Linh Tiền cắn chặt răng, một lần nữa lắc đầu. "Linh Tiền, lá gan của ngươi thật sự càng lúc càng lớn." hai người hắc y lão giả thấy thế sắc mặt chậm rãi âm trầm hai người nhất tề bước ra một bước đem khí thế chính mình trực tiếp bao phủ linh tuyền vào trong đám người đi theo linh tuyền thấy biến cố như vậy cũng không dám nói gì linh tuyền là cấp trên của bọn hắn mà thân phận của huân nhi lại vô cùng tôn quý ở thời điểm này cứ giả mù giả điếc là tốt nhất dưới khí thế đáng sợ của hai người hắc y lão giả đầu gối linh tuyền khẽ khuỵu xuống nhưng hắn vẫn mạnh mẽ chịu đựng ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm tiêu viêm làm cho người ta không rét mà run bởi vì tiêu viêm mà huân nhi quát mắng hắn sự đố kỵ trong lòng hắn càng ngày càng đậm sự đố kỵ này khiến cho lý trí của hắn trở nên mơ hồ đám người tiểu y tiên ở bên cạnh thấy thế đều khẽ cau mày nhưng không nói gì dù sao đây cũng là chuyện riêng của cổ tộc người ngoài như bọn họ tốt nhất không nên xen vào nhưng tiểu y tiên có thể nhìn ra linh tiền rất oán hận tiêu viêm nàng hạ quyết tâm nếu người này ngoan ngoãn cút đi thì coi như hắn mạng lớn nếu muốn làm loạn thì mặc kệ cổ tộc như thế nào linh tiền hắn còn không có tư cách trước mặt tiêu viêm hô to gọi nhỏ như vậy lâm lão bắt hắn về gương mặt huân nhi dần trở nên lạnh như băng tay áo vung lên lạnh lùng nói vâng nghe vậy hai vị lão nhân nhất thời cung kính hét lên bước lên một bước định ra tay Linh tiền mạnh mẽ lui về sau hai bước, lòng bàn tay chợt lóe đã hiện ra một khối bài nhỏ đỏ như máu, trên khối bài có khắc một chữ cổ như rồng bay phượng múa. Cổ ngọc lệnh, nhìn thấy huyết sắc ngọc bài này, hai người hắc y lão già cước bộ ngưng lại, sắc mặt nhất thời cổ quái. Tiểu thư, không phải linh tiền không nghe mệnh lệnh của người, mà là thân có trọng lệnh. Bàn tay lệnh. tiền gắt gao nắm huyết sắc ngọc bài, ánh mắt quái dị lạnh băng nhìn tiêu viêm, nhếch miệng cười âm trầm. Trưởng lão hạ nghiêm lệnh nếu lần này nhìn thấy người tiêu gia liền bắt hắn đến cổ giới. Nếu đối phương từ chối, ta có quyền sử dụng vũ lực mạnh mẽ mang hắn đi. Cho nên, tiêu viêm, ngươi nên biết điều một chút, ngoan ngoãn đi theo ta. Giọng nói âm lãnh của linh tiền chậm rãi vang vọng quanh sân, làm cho nhiệt độ chung quanh trở nên vô cùng lạnh lẽo. Bầu không khí trong sân vào lúc này như động lại trở nên cực kỳ căng thẳng. Huyết sắc ngọc bài ở trong tay linh tuyền khiến hai lão nhân áo đen không dám hành động khối lệnh bài này trong cổ tộc có lực uy hiếp rất mạnh, cho dù là hai lão cũng không dám vọng động. Ánh mắt tiêu viêm chuyển hướng nhìn Linh Tuyền, khuôn mặt trở nên xám xịt, hàn ý chậm rãi dâng lên. Khi Huân Nhi nhìn thấy huyết sắc ngọc bài trên tay Linh Tuyền, hai mắt nàng lóe hàn quang. Không nghĩ tới, tên gia hỏa này lại mang theo huyết ngọc lệnh. Linh Tuyền, hiện tại theo ta rời đi ta có thể coi như chưa xảy ra chuyện gì. Thở dài, Huân Nhi nhìn thẳng vào Linh Tuyền, chậm rãi nói khóe miệng Linh Tiền hơi run lên, một lát sau hắn chậm rãi lắc đầu, Huân Nhi càng như vậy, sát ý trong lòng hắn đối với Tiêu Viêm càng đậm, "Tiểu thư, đây là mệnh lệnh của trưởng lão, ta không thể không tuân." Đối với lời nói này của Linh Tiền, sắc mặt Huân Nhi ngược lại dần bình tĩnh, trọng nói, "Hảo, ta sẽ nhớ kỹ chuyện này." Nghe được Huân Nhi nói vậy, sắc mặt Linh Tiền biến đổi, hắn biết Huân Nhi đã thật sự tức giận rồi. Đều do tên phế vật của Tiêu gia này hôm nay cho dù đắc tội với tiểu thư ta cũng phải để lại cho tên phế vật ngươi một ấn tượng khó quên sắc mặt linh tuyền càng lúc càng âm trầm như ánh mắt dã thú gắt gao nhìn chòng chọc vào tiêu viêm bàn tay đang chậm rãi nắm chặt huyết ngọc lệnh vang lên từng tiếng vang kẽo kẹt rất nhỏ ngươi tự mình chịu trói hay phải để ta phải ra tay giọng nói âm hàn khàn khàn chậm rãi vang lên từ trong miệng linh tuyền ánh mắt tiêu viêm nhìn thẳng linh tuyền khóe miệng cong lên Linh Tiền đã khơi dậy sát ý ẩn sâu trong lòng hắn. Ngươi còn tưởng rằng bây giờ vẫn là năm đó sao? Nghe Tiêu Viêm nói vậy, Linh Tiền không giận mà cười nói, rất tốt, xem ra ngươi không có ý định đi cổ tộc một chuyến. Tiêu Viêm mỉm cười gật đầu, hắn sao không biết Linh Tiền muốn lấy cớ để ra tay với mình. Đồng dạng, đối phương như thế nào biết được chính bản thân hắn cũng muốn chuyện này xảy ra. Ân oán năm đó, nếu hắn cứ bỏ qua như vậy chẳng phải sẽ uất ức lắm sao? mà hiện tại tiêu viêm rất muốn cho vị thống lĩnh hắc yên quân này biết rằng năm đó hắn có thể dễ mang đi huân nhi từ trong tay mình nhưng hiện giờ thì hắn đã không còn tư cách này nữa nhìn thấy trên vẻ tươi cười trên khuôn mặt tiêu viêm linh tuyền nở nụ cười mang theo sát ý lạnh lẽo cho dù là kẻ mù cũng có thể cảm nhận được bản thống lĩnh hôm nay muốn biết ngươi làm sao có thể thoát được ở trong mắt cổ tộc ta ngươi bất quả cũng chỉ là một con kiến hôi mà thôi Người thật nghĩ đến gia tộc của ngươi chính là tiêu gia bá chủ Trung Châu năm xưa ư. Linh tiền bước tới từng bước cả người toát lên cỗ thơi thở mạnh mẽ như một tòa núi lửa bất cứ lúc nào cũng có thể bộc phát dữ dội, quét ngang trên bầu trời. Bước thêm một bước nữa, chết. Giọng nói êm ái đột nhiên vang lên, một bóng hình xinh đẹp xuất hiện trước mặt tiêu viêm. Hồi sắc khí lưu nhàn nhạt từ trong cơ thể tiểu y tiên chậm chậm dâng lên đột nhiên thấy thân ảnh tiểu y tiên hiện ra đồng tử linh tuyền hơi co rụt lại lấy năng lực của hắn tự nhiên có thể nhận biết được thực lực đáng sợ của tiểu y tiên dựa vào nữ nhân ư năm đó ở trong nội viện nhờ vào tô thiên này lại muốn nhờ đến nữ nhân ra mặt đến khi nào thì ngươi mới có thể chân chính dựa vào thực lực của mình nếu tổ tiên ngươi dưới suối vàng biết được chỉ sợ chết cũng không nhắm mắt linh tiền chuyển hướng nhìn tiêu viêm giọng nói chứa đầy sự châm chọc lẫn khinh thường thứ nhất nếu làm chủ được lực lượng thì lực lượng đó sẽ thuộc về mình chỉ biết dựa vào người khác mà lên giọng kiểu trẻ con thế thì chỉ khiến người khác chê cười chính ngươi mà thôi người có thể kiêu ngạo như vậy chẳng qua là nhờ danh tiếng của cổ tộc chỉ bằng thực lực ngũ tinh đấu tông thì có thể làm được cái gì tiêu viêm khẽ mỉm cười nụ cười càng lúc càng lạnh đến thấu xương thứ hai tổ tiên tiêu ra ta ngươi còn chưa có tư cách nhắc tới thứ ba đối phó ngươi cũng không cần nhờ người khác tương trợ tiêu viêm mỉm cười nhìn ra mặt không ngừng run run của linh tuyền sau đó nhẹ nhàng kéo tiểu y tiên sang một bên ngươi thấy thế tiểu y tiên khẽ cau mày chẳng lẽ nàng lại nghĩ là đến cả một con gà như hắn mà ta cũng không thu thập được sao tiêm viêm nghiêng đầu nhìn tiểu y tiên cười nói Nghe vậy, tiểu y tiên bất đắc dĩ lắc đầu nhưng cũng đành nghe theo lời hắn. Đối với tên linh tiền này, nàng cực kỳ không vừa mắt. Tiêu viêm ca ca, cứ việc ra tay, hết thảy hậu quả ta sẽ chịu trách nhiệm. Huân Nhi thản nhiên nói, có thể khiến cho nàng nói những lời lãnh đạm như vậy, có thể biết linh tiền đã khiến nàng giận dữ đến mức nào. Hai lão nhân áo đen ở bên cạnh liếc nhau cười khổ. Thẩm mắng linh tuyền không thức thời, cho dù là có huyết ngọc lệnh trong tay cũng không nên tí tiện làm bậy. Bọn họ có thể nghĩ đến việc người này lần này có thể thuận lợi trở về cổ tộc nhưng kết quả sau này cũng không khá hơn chút nào. Tiêu Viêm cười cười, ánh mắt đảo quanh bốn phía, chắp tay nói, "Diệp Trọng trưởng lão, nơi này có không ít chuyện riêng chẳng quan hệ đến Diệp gia. Xin vui lòng cho chúng ta mượn dùng nơi này trong chốc lát." Tiêu Viêm tiên sinh nói đùa, "Đừng nói là nơi này mà cho dù là cả Diệp gia, chỉ cần ngươi mở miệng thì lão phu cũng không dị nghị nửa câu." Ở bên ngoài viện Diệp Trọng nghe vậy vội vàng cười nói. Bọn họ dĩ nhiên là bị tứ dực độc giác thú hấp dẫn mà đến. Hơn nữa, bản thân lão cũng hiểu được. Với những người có quan hệ với tiêu viêm thì Diệp ra hắn phần lớn không thể đắc tội. Tiêu viêm cười cười, mắt chuyển hướng sang Linh Tiền đang âm trầm, nói, Linh Tiền thống lĩnh. Người muốn tự mình hay là tất cả cùng lên? Vừa nói, ánh mắt hắn nhìn về đám người đi theo Linh Tiền đến đây những người này thực lực cũng không yếu, bất quá cao nhất cũng là đấu hoàng đỉnh phong mà thôi. Không đủ để hắn phải bận tâm, chớ ngông cuồng trước mặt ta, một mình ta là đủ. Linh tiền nhe răng cười dữ tợn, bàn tay mạnh mẽ, siết chặt thành quyền. Trên quế ra lôi mang tạo thành một luồng sáng bạc kéo dài rồi trực tiếp hóa thành một thanh lôi điện trường thương khi thanh trường thương hoàn toàn ngưng tụ chân linh tiền đạp mạnh trên đất thân hình trong nháy mắt bay lên trời, chỉ thẳng trường thương vào tiêu viêm, cười lạnh nói, hôm nay. Để cho ta nhìn xem, tên phế vật tiêu gia năm xưa có tư cách gì mà kiêu ngạo đến thế. Tiêu viêm khẽ mỉm cười, trong đôi mánh hiện đầy sát ý, thân hình vừa động đã xuất hiện trên không trung, bàn tay nắm chặt huyền trọng xích nhanh chóng hiện ra. Suy, tiêu viêm vừa hiện thân, hàn ý linh tuyền chậm rãi chuyển động. Trường thương trong tay Dung Mạnh lên, điện mang lượn lờ chung quanh chợt chấn động, hóa thành Lôi Đình Cự Long. Mang theo tiếng sấm rền vang bắn nhanh tới Tiêu Viêm. Ánh mắt Tiêu Viêm bình tĩnh nhìn Lôi Điện Trường Thương đang dữ dội lao đến, không có nửa điểm né tránh. Hỏa Diễm Xanh biếc lượn lờ quanh trọng xích bổ xuống. Đinh, trọng xích mang theo Hỏa Diễm Xanh biết hung hăng xẹt qua không gian, cùng Lôi Đình Cự Long chạm mạnh vào nhau, hoa lửa bắn tung tóe khắp nơi. Khi hai người chạm vào nhau, hai đạo thân ảnh bị chấn động lùi lại mấy bước sắc mặt linh tuyền khẽ biến từ trên trường thương truyền đến lực đạo hùng hồn khiến cho bàn tay hắn tê dại đúng là tên nhóc con dã man chỉ biết cậy vào sức lực linh tuyền tức giận cười gằn thân hình vừa động đã tạo thành một đạo tàn ảnh hiện ra tại chỗ hắn đứng hắn vũ động thanh lôi thương một lần nữa chợt tiến về phía tiêu viêm đang ở xa xa nhanh như chớp giật lôi xà vũ suy 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 từng đạo tàn ảnh trên thân trường thương hiện lên giữa không trung nhưng tê tiêu viêm vẫn nhanh chóng tránh né thương pháp sắc bén của linh tuyền nhìn thấy thân pháp huyền diệu của tiêu viêm mắt linh tiền thoáng hiện hàn ý bàn tay mạnh mẽ đánh lên chuôi thương làm nó đột nhiên xuất hiện xung lực khủng khiếp trực tiếp làm cho lôi thương như nỏ cưng bắn mạnh ra không gian xung quanh lập tức vỡ vụn tạo thành một cái khe đen nhánh suy trường thương nhanh như chất lướt đi, nhưng khi tưởng chừng như sắp đánh trúng lồng ngực tiêu viêm thì hỏa diễm từ bàn tay tiêu viêm dữ dội tuôn ra, mạnh mẽ nắm chặt thân thương. Đem kình lực đẩy tới trước đánh tan xung lực kia. Bàn tay mạnh mẽ nắm chặt trường thương bẻ nó gãy lìa. Trường thương hóa thành vô số ngân xà, cuối cùng dưới vô số hỏa diễm đang bốc lên hóa thành hư vô. Thương thuật chỉ được cái đẹp mã, vô dụng trường thương của linh tiền trực tiếp bị một trường của tiêu viêm phá hủy trên gương mặt tiêu viêm hiện lên vẻ cười lạnh thường pháp quả thật rất nhanh nhưng khi linh hồn lực của hắn bao phủ xuống thì căn bản không hề có tác dụng trường thương bị hủy sắc mặt linh tiền rốt cuộc kịch biến thân hình trong nháy mắt lui ra trong lúc thối lui hai hay hắn kết xuất thủ ấn nhanh như chớp thủ ấn quen thuộc này tiêu viêm cũng biết chính là đế ấn quyết thiên hòa tam huyền biến đệ nhất biến trong lòng tiêu viêm cười lạnh, lấy thực lực hiện tại của hắn, muốn thi triển thiên hòa tam biến thì chỉ trong chốc lát mà thôi. Đệ nhất biến, hắn sớm đã luyện đến lô hòa thuần thanh. Nguồn, http 2 gạch chéo gạch chéo tiuyensull.vn quát lạnh một tiếng, khí thế của tiêu viêm đột nhiên tăng vọt rồi nhanh chóng vượt qua trình độ của linh tuyền. Thân hình hắn chợt lóe mang chớp động quỷ dị hiện ra trước mặt linh tuyền, hàn ý đen kịt trong mắt chớp động khai sơn ấn, tốc độ của tiêu viêm khiến tiền chấn động tâm thần, thủ ấn vừa hoàn thành, chợt đánh mạnh ra một trường. Ta cho ngươi khai sơn, bàn tay linh tiền vừa mới đưa ra, tiêu viêm mạnh mẽ tung ra một quyền hung hăng oanh kích lên trên, hỏa diễm xanh biếc dữ dội tuôn ra. Đối với khai sơn ấn, tiêu viêm vô cùng quen thuộc, biết thủ ấn này có nhược điểm nên một quyền này của hắn cực kỳ xảo diệu oanh kích tại nơi lực lượng thủ ấn phân tán yếu nhất. Thình thịch, Hỏa diễm đầy trời, cổ tay linh tiền vang lên tiếng răng rắc thật nhỏ, trên trán cũng đầy mồ hôi lạnh. Bất quá tố chất tâm lý của Linh Tiền quả nhiên không kém. Mới vừa rồi, bị Tiêu Viêm phản kích mạnh mẽ, cước bộ liên tiếp lui về sau. Bàn tay một lần nữa biến ảo ra thủ ấn. Tiếc là thủ ấn còn chưa kết xong thì hỏa diễm lại chợt một lần nữa xuất hiện kềm chế tay hắn rồi. Thường pháp diễm lệ kết ấn chậm chạp, đấu khí phù phiếm so với dự đoán của ta, ngươi còn kém quá xa. Thật khiến cho ta thất vọng. Bàn tay nắm chặt thủ trưởng của Linh Tuyền, tiêu viêm chậm rãi lắc đầu, ánh mắt có chút thương hại nhìn sắc mặt trắng bệch của tên thống lĩnh này. Hôm nay bận nên chỉ có một C, các anh em thông cảm. Nếu tìm được những chương sau thì tối sẽ thêm một C nữa. Thanh âm bình thản từ phía chân trời vang lên, dần lan ra xung quanh. Trong sân, hơn 10 tên hắc yên quân đi theo Linh Tuyền đều mặt trợn mắt há mồm bọn họ không ngờ được Linh Tuyền sẽ thua tiêu viêm thê thảm như vậy. Đợt giao thủ vừa rồi bọn họ thấy rõ ràng. Đến cuối cùng tiêu viêm cũng chưa từng thi triển quá loại đấu kỹ nào. Nói cách khác tiêu viêm vẫn luôn dựa vào đấu khí của mình. Không chỉ có thể chống đỡ được đấu kỹ của Linh Tuyền mà còn nhiều lần lấy thủ đoạn lôi đình bắt chẹt. Bạn đang đọc truyện tại http 2 gạch chéo gạch chéo tiuyenfull vn một màn này tạo nên sự kinh sợ không nhỏ đối với bọn. Hắn, này, hắn thật là sự là phế vật của Tiêu gia trong miệng Linh Tiền thống lĩnh sao? Thực lực cỡ này cho dù là giỏi mắt khắp tộc nhân trẻ tuổi trong cổ tộc cũng đủ để đứng vào hàng ngũ 10 người đứng đầu. Bọn chúng nhìn nhau, đều thấy vẻ hoảng sợ từ trong mắt đối phương. Sức mạnh khủng bố của Tiêu Viêm đã để lại rung động thật lớn trong lòng bọn họ. Kinh nghiệm chiến đấu của tên tiểu tử này so với Linh Tiền mạnh hơn không biết bao nhiêu lần hơn nữa đấu khí khủng bố như vậy vừa thấy liền biết căn cơ của hắn đã cực kỳ vững chắc thực lực của linh tiền sau khi được tế đàn rửa tội cũng chưa từng rèn luyện nhiều đấu khí so sánh với tiêu viêm quả thật xứng với hai chữ phù phiếm nhìn thấy một màn như vậy trên trời hai lão nhân áo đen chậm rãi gật đầu than thở đấu khí vững chắc của tiêu viêm chính là trải qua từng bước tu luyện mới đạt đến trình độ của ngày hôm nay loại tu luyện bền bỉ và khổ cực như vậy so với việc tu luyện của linh tiền còn hơn xa. Linh tiền tiểu tử này lần này coi như tự rước nhục vào thân rồi. Huân Nhi bên này cũng vì chàng chiến đấu kết thúc trong nháy mắt này mà lộ vẻ đắc ý, đối với thực lực của tiêu viêm nàng tương đối rõ ràng. Thiên phú của Linh Tiền mặc dù ưu tú, tuy đã trải qua huấn luyện tinh nhuệ trong cổ tộc nhưng cũng rất ít khi trải qua những cuộc chiến sinh tử nên so sánh với tiêu viêm thì khác biệt quả thật một trời một vực bình thường không có gì đáng nói nhưng tranh lệch của hai người qua lần giao thủ này liền rõ như ban ngày trên trời sắc mặt linh tuyền trở nên trắng bệch dưới sự đánh giá đầy thương hại của tiêu viêm thân thể không ngừng run rẩy một lát sau khuôn mặt hắn đỏ lên như máu đấu khí trong cơ thể đột nhiên mãnh liệt dâng trào giống sắc mặt đỏ như máu của linh tuyền vào thời khắc này trở nên dữ dội ngân sắc đấu khí trong lòng bàn tay mạnh mẽ ngưng tụ vô số ngân xà ở khắp nơi chuyển động, lòng bàn tay hắn chấn động hung hăng công kích vào bàn tay tiêu viêm. Thình thịch, sự biến hóa của linh tiền làm cho tiêu viêm chợt cao mày. Lòng bàn tay có lại quỷ dị, chấn lui ngược lại thủ trưởng của linh tuyền, tay phải nắm thành quyền linh tuyền đánh thẳng vào ngực hắn. Phanh, trên người linh tuyền bỗng xuất hiện lôi quang. Trong nháy mắt liền ngưng tụ thành một tấm chắn nhỏ khoảng nửa thước bảo vệ quanh ngực đỡ lấy một quyền của tiêu viêm một tên tiểu phế vật của tiêu gia như ngươi cũng có tư cách đánh giá thống lĩnh. Ta ư, lôi quang thuẫn rung động từng cơn mãnh liệt nhưng vẫn chống đỡ toàn bộ kinh lực một quyền này của tiêu viêm. Khuôn mặt linh tuyền lúc này giữ tợn dị thường, hai mắt huyết khí lượn lờ. Nhìn qua càng thêm đáng sợ. Bí pháp, cảm nhận được hơi thở của linh tuyền đột nhiên bành trướng dữ dội, hai mắt tiêu viêm hít lại, thân hình chợt lóe liền lui ra sau vài chục bước. Hóa huyết công người này thật không muốn sống nữa mà. Ngay cả bí pháp bậc này cũng dám sử dụng. Trong sân, hai người hắc y lão giả thấy thế, sắc mặt không khỏi trầm xuống, chuyển mắt nhìn Huân Nhi tiểu thư. Không cần để ý đến hắn. Huân Nhi khẽ lắc đầu, khóe môi hiện lên nụ cười lạnh tự dước lấy nhục mà thôi. Trên bầu trời, cả người linh tuyền lóe lên lôi quang mơ hồ nhìn thấy có chút máu đỏ phun ra ánh mắt hắn giữ tợn nhìn tiêu viêm, bàn tay nắm chặt một thanh lôi điện trường thương một lần nữa lại được ngưng tụ thành. Tiêu viêm nhìn thấy thanh thế kinh người của Linh Tiền liền khẽ cau mày. Bí pháp cổ tộc quả thật không yếu, thực lực của người này hiện giờ chỉ sợ đã đạt đến thất tinh đấu tông. Bất quá, mặc kệ bí pháp mạnh cỡ nào, nếu không có căn cơ chắc chắn cũng vô dụng thôi. Đến bây giờ, người cũng chưa từng đạt được một nửa kỳ vọng của ta. Tiêu viêm chậm rãi lắc đầu đối với linh tiền hắn vẫn có chút xem trọng tuy nói thực lực hắn đặt đến ngũ tinh đấu tông nhưng vốn trong mắt tiêu viêm cũng sấp xỉ như tứ tinh đấu tông mà thôi thậm chí nếu không có những cao cấp đấu kỹ tương trợ thì chỉ cần chút căn cơ của tam tinh đấu tông cũng có thể cùng hắn tương chiến hơn trăm hiệp rồi dù vậy hắn thì triển bí pháp đã mạnh mẽ tăng thực lực của mình lên đến lục tinh đỉnh phong gần đạt thất tinh nhưng ở trong mắt tiêu viêm, đối với thiên hòa tam huyền biến đệ nhất biến, không có lực uy hiếp quá lớn. Người thì tính là cái thá gì đợi đến khi bản thống lĩnh bắt ngươi lại. Sẽ hảo hảo giáo huấn ngươi. Lời nói của tiêu viêm càng làm cho sắc mặt của Linh Tuyền trở nên dữ tợn hơn. Một lát sau, rốt cuộc Linh Tuyền cười lạnh, thân hình run lên lập tức tiêu thất trong hư không nhìn thấy thân hình linh tiền biến mất tiêu viêm vẫn chậm rãi lắc đầu tỏ vẻ thất vọng đột nhiên nhẹ nhàng bước sang bên cạnh nửa bước. Suy, sau khi tiêu viêm bước sang, không gian phía sau đột nhiên ba động. Một thanh lôi điện trường thương nhanh như chớp xuyên thủng không gian cắm sượt qua bả vai tiêu viêm. Một kích thất bại, thân thương đột nhiên chấn động rồi nhanh chóng cong lại như hình cánh cung một cách quỷ dị hung hăng hướng đầu tiêu viêm bắn tới. Sắc mặt tiêu viêm không thay đổi, đầu ngửa ra sau trường thương lướt qua sát mặt hắn, trong khi đó bàn chân đạp mạnh vào hư không, thân thể đột nhiên như con vũ ở tốc độ cao xoáy ngược lên. Rồi chợt phát ra một cước chứa đựng lực đạo cực lớn quất qua không gian hư vô. Thình thịch, một cước này đã làm không gian hư vô dao động một lát, thân hình linh tiền nhanh chóng hiện ra. Lôi quang thuẫn ở một lần nữa thủ hộ trước mặt nhưng cũng không hoàn toàn triệt tiêu hết lực đạo. Lực lượng còn sót lại khiến cho hắn chật vật lui về sau vài bước thân hình lùi về sau. Sắc mặt linh tiền càng trở nên âm trầm quỷ dị. Mượn lực phản chấn, hắn thay đổi thủ ấn một lần nữa, đấu khí mạnh mẽ trong lòng bàn tay nhanh chóng thành hình. Thấy thế, trong mắt tiêu viêm híp lại, thân hình vừa động liền hóa thành một đạo bóng đen mơ hồ lao ra. Mà Linh Tiền lần trước ăn không ít đau đớn nên không dám tiếp tục ở gần tiêu viêm, bàn tay buông lỏng lôi điện trường thương. Thân thể xoay nửa vòng đã tung ra một cước mãnh liệt vào chuôi trường thương suy lôi điện trường thương dưới lực đẩy mạnh mẽ của cước này hóa thành một con rồng bạc dương nanh múa vuốt bắn về phía tiêu viêm nhìn ngân mang bùng nổ lao đến thân hình tiêu viêm rung lên tạo thành một tàn ảnh ở tại chỗ thân hình nhảy vọt lên mũi chân cực kỳ tinh chuẩn điểm trên thân trường thương liền quỳ dị thoát khỏi trước mặt linh tuyền phiên hải ấn tiêu viêm vừa mới xuất hiện hàn quang trong mắt linh tuyền chợt lóe năng lượng thủ ấn trong tay hắn hung hăng công kích vào mặt tiêu viêm thủ ấn đen nhánh trong đồng tử cấp tốc lớn hơn. Đầu tiêu viêm đột nhiên cực kỳ quỷ dị nghiêng qua thủ ấn ngay tức thì đã sượt qua tay, cánh tay vươn ra, sau đó khủyểu tay giống như đao phong hung mãnh chém xuống. Giác, linh tiền bị hỏa diễm xanh biếc đánh sâu vào cổ tay, kình lực mạnh mẽ trực tiếp chấn xương cổ tay hắn gãy lìa. Vàng lên một tiếng thanh thúy, tiêu viêm ra tay rất độc và nhanh khiến cho linh tiền không kịp phản ứng gì. Khi đánh gãy cổ tay Linh Tuyền, trong mắt Tiêu Viêm bỗng thoáng hiện vẻ ngoan độc. Quyền đầu được bích lục hỏa diễm bao bọc trực tiếp hung hăng đánh lên mặt Linh Tuyền. Cổ tay đau nhức thấu xương từng đợt nhưng Linh Tuyền còn chưa kịp kêu lên tiếng nào thì một luồng kình phong nóng cháy hung mãnh đã trực tiếp xuyên đến làm cho đầu hắn đầy mồ hôi lạnh. Chỉ trong 10 hiệp ngắn ngủi giao thủ với Tiêu Viêm, hắn liền biết được cái gì gọi là lấy mạng đổi mạng. Hơn nữa, điều làm cho trái tim hắn cảm thấy lạnh lẽo chính là chỉ có mỗi tiêu viêm mới có những chiêu liều mạng như vậy mỗi công kích của hắn đánh ra đều bị tiêu viêm mạo hiểm tránh đi tại những thời khắc tối hậu nhất thình thịch hỏa diễm xanh biếc bao bọc quyền đầu đã nên vào mặt linh tuyền lôi quang thuẫn một lần nữa hiện lên phát ra một thanh âm trầm thấp miễn cưỡng chống đỡ vừa ngăn cản công kích của tiêu viêm linh tuyền còn không kịp buông lỏng đã kinh hãi giật mình hắn nhìn thấy trước mặt đột nhiên hiện lên từng đạo quyền ảnh, mỗi một đạo đều ẩn chứa lực lượng hung hãn. Làm cho hắn khiếp sợ đến cùng cực, bang, 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 quyền ảnh giống như mưa chút lên lôi quang thuẫn làm cho thân hình hắn rung động từng cơn. Sau một lúc, cuối cùng cũng vang lên một tiếng rắc thanh thúy mà mạnh bảo. Bùng, thấy lôi quang thuẫn bị vỡ tung ánh mắt tiêu viêm lạnh lùng. Quyền ảnh biến đổi khiến cho ánh mắt Linh Tuyền trở nên cực kỳ khiếp sợ, chỉ biết đứng chơ chơ nhận lấy quyền ảnh dáng thẳng lên mặt. Phụt, một quyền này của tiêu viêm cực kỳ cương mãnh, lập tức làm cho Linh Tuyền phun ra một ngụm máu tươi sen lẫn mấy cái răng. Thân thể hắn giống như diều đứt dây bay vùn vụt ngược về phía sau rồi đập mạnh lên vách tường. Dư lực đáng sợ cũng làm vách tường chấn động đổ sụp xuống, đá vụng văng khắp nơi liền hóa thành một đống phế tích. Nét mặt tiêu viêm không chút thay đổi thân hình chợt lóe đã nhanh chóng hiện ra giữa không trung chỉ xuất ra một cước đã làm những mảnh đá vụn kia bắn rào rào vào trong đống phế tích ngay tức khắc bên trong cái động sâu đen nhánh đó đã vọng ra những tiếng kêu thê lương chậm rãi đi từng bước đến bên cạnh đống đổ nát bàn tay tiêu viêm hơi cong lại tuôn ra hấp lực dữ dội đá vụn lập tức bị hất sang một bên lộ ra linh tiền máu me đầy người nằm dưới đống đá vụn liếc nhìn hắn bàn tay tiêu viêm chộp ra một chảo cách không hút linh tuyền lại. Linh tuyền thống lĩnh, phế vật tiêu ra như ta đây bây giờ đã có tư cách đánh giá ngươi rồi chứ bàn tay tiêu viêm nhẹ nhàng nắm lấy cổ linh tuyền. Chỉ cần hắn hơi dụng lực thì thống lĩnh Hắc Yên quân từng vênh váo trước mặt hắn năm đó liền sẽ chết tại nơi này. Nhìn thấy tiêu viêm mỉm cười, trong mắt Linh Tuyền lộ ra vẻ sợ hãi. Hắn nhớ lại, khi cùng hắn giao thủ, người này chưa từng thi triển qua đấu kỹ nào cả đây là một loại khinh thị, nhưng chỉ với như thế Linh Tuyền cũng đã thua, mà còn thua một cách chật vật. Tới hiện tại, hắn mới hiểu được, tiêu viêm đang đứng trước mặt hắn hiện giờ đã không còn là một đấu linh nho nhỏ ở nội viện năm nào. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, không ai hèn mãi được. Năm xưa làm bậy, thì giờ này hắn phải trả lại. Thấy bảng dịch cần chỉnh sửa điểm nào hoặc đề xuất chuyện quý đạo hữu comment bên dưới. Hẹn gặp lại quý đạo hữu trong movie sau.